đi xem live. Cô chú ơi, nay live sớm nè, nay live sáng cho mấy cô chú nè. Xem like, xin một nút chia sẻ của mấy cô chú nha. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm. Chú vô xem like cho con xin một nút chia sẻ với cô chú nha. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm, quà cực kỳ xịn sò với mấy cô chú luôn nè. Dạ hoa màu vàng á, sao là sơn thủy tiên á chú. Sơn thủy tiên á nha. Chào chị Phương Nguyễn, chào hết tất cả mấy cô chú đi xem like nha. Vô chia sẻ, vô chia sẻ mấy cô chú ơi, chơi game nè. Vô chia sẻ đi chơi game nha. Em tự lên tự ấy. Chào cô Thanh Hằng Nguyễn, chào hết tất cả mấy cô chú đã xem like nha. Chào chị Thư Phùng. Mấy cô chú ơi, vô chia sẻ công khai trong vòng thời gian giúp con nha mấy chú. Lúc nào cũng chơi mini game đầu tiên hết á. Vô chia sẻ đi rồi con tặng vào game cho nha. Dạ hoa lâu tàn, hoa lâu tàn nha. Đây tặng một cây thỏ xưa. Đó, qua game xịn sò chưa, thỏ xưa nha. Cảm ơn chị Thư Phùng. Chúc mấy cô chú có buổi sáng thiệt là ấm áp nha. Vui vẻ nha. Rồi vô chia sẻ đi rồi con cập nhật được chia sẻ cho mấy cô chú nha. Vô chia sẻ công khai trong vòng thời gian giúp con nha mấy cô chú. Rồi game là tặng cây thỏi xưa đó. Đang được 4 vòi hoa luôn nè. 3 vòi mấy chú ơi, đang được 3 vòi nha. Tặng được, tặng cây. Đẹp ghê chưa. Vô chia sẻ đi rồi cập nhật được chia sẻ cho mấy cô chú nha. Chào tất cả mấy cô chú đang xem live nè. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm mấy cô chú ơi, cực kỳ đẹp luôn. Bỏ qua live này rất là tiếc nha. Cái quà tặng mất cái ngọn hả? Dạ để lựa lại cái khác nha. Dạ bản đó là 350, 380, 400 mấy cũng có nữa nha chú Sự ơi. Chị lựa cho em cây khác hả chị? Để em biết khác. Đây để con lựa lại cây khác với cô chú nha. Vô chia sẻ đi rồi con cập nhật lực chia sẻ cho nè. Hôm qua có hồ điệp không? Có hồ điệp cắt ngọc, có hồ điệp đang vòi hoa luôn nha. Xịn sờ mà không có cái ngọn. Dạ nãy heo cũng để ý nữa. Giờ chị nói mới thấy nè. Để em lựa lại nha. Đây nè. Cái chấm tắm. Nằm đây nè. Để lựa lại vào game cho mấy cô chú nha. Dạ hết tất cả mấy cô chú đi xem like vô chia sẻ đi. Rồi con cập nhật lượt chia sẻ cho mấy cô chú nha. Không ưu tiên khách mới hay khách cũ nha mấy cô chú. Mấy cô chú nào cũng có cơ hội để chúng vào game nha. Không ưu tiên ai nha. Dạ hồ điệp cắt, hồ điệp đang vòi hoa là hồ điệp gốc. Nó có rất là nhiều mặt hoa. Có màu tím biến, tím đốm, hồng cho mấy cô chú nha. Nhưng không, đặc biệt là không có màu vàng và màu trắng. Dạ hồ điệp đang vòi hoa là có tím ớt, có trắng phớt hồng, có đỏ cam cho mấy cô chú nha. Đây, tặng lại một cây thỏ xưa nha mấy cô chú, tặng lại cây thỏ xưa nha. Tặng cây này nha. Giá cực kỳ mềm luôn á. Vô chia sẻ đi rồi cập nhật được chia sẻ cho mấy cô chú nè. Nhớ là chia sẻ công khai trên vòng thời gian nha mấy cô chú. Phiếu game hợp lệ nha. Còn chia sẻ chế độ bạn bè là không hợp lệ đâu đó. Vô chia sẻ đi rồi con cập nhật được chia sẻ cho mấy cô chú nha. Đây còn một phút nữa quay phiếu game, một phút nữa quay phiếu game cho mấy chú. Quay nhanh để cho bán hàng cho mấy cô chú nha. Tặng một cây thỏ xưa.
mật bông thực tế cho chú xem nè. Bông rất là đẹp luôn nha. Bông có hình thù là tay thỏ nha chú. Tay thỏ, lưỡi sọc nha. Đây tặng một cây. Đẹp ghê chưa? Tặng cây đó. Chú chia sẻ đi rồi quay xuống game cho mấy cô chú nè. Còn một phút nữa quay xuống game nha. Đó, tặng cây thỏ xưa cho mấy cô chú nha. Giống này là nó cho hoa cực kỳ lâu tàn luôn mấy cô chú. Rất là lâu tàn nha. Cây khỏe là nó cho một lượt là ba vòi một lượt luôn mấy cô chú. Ba một lượt luôn đó. Cảm ơn cô chú Phương nha. Rồi, đây con cập nhật lượt chia sẻ với mấy cô chú nha. Quay game nhanh lên bán hàng cho mấy cô chú nè. Để làm mất thời gian của mấy cô chú nha. Quay phiếu game mấy cô chú ơi, quay game. Máy đang tìm người chơi nha, mấy chú đang tìm người chơi nha. Quay cho mấy cô chú là 80 giây nha, 80 giây. Quà game hôm nay cực kỳ xịn sò luôn đó. Tặng ba gấp hồ điệp ngồng đi hả? Để chiến sao đi em tặng nha. Giờ em tặng thỏ xưa nè. Thỏ xưa rất là đẹp luôn. Thỏ xưa là trong là những dòng dendro khá là nổi tiếng đó mấy cô chú. Trước đây giá rất là cao luôn. Mà bây giờ người ta cấy mô ra bán thì giá rất là rẻ cho mấy cô chú luôn nha. Đó, tặng một cây thỏ xưa. Rất là lâu tàn và xiên hoa, dễ trồng lắm nha mấy chú. Cây khỏe là cho một lần có thể là 3 vòi hoa một lượt nha. 2 đến 3 vòi một lượt. Màu hoa tươi sáng rất là thơm. Tặng một cây thỏ xưa nha. Đó, mấy cô chú thủ tay là có đi nè. Cậu cô chú già lắm chứ anh chị được rồi. Đang quay game cho mấy cô chú nha. Đó, vô la có đi, thủ tay la có đi nha. Cơ hội chỉ đến với chúng ta một lần thôi. Tặng một cây thỏ xưa nha. Hoa rất là bền và đẹp giống cô chú. Xem hôm nay ai là người may mắn để nhận vào game bên shop nha. Dòng quay đang chậm dần đó. Chúc mừng cô Bích Tiền nha. Bích Tiền Nguyễn. Chúc mừng cô Bích Tiền Nguyễn nè. Cô Bích Tiền Nguyễn nha. Có là có giúp con nha. Bông cát là da trắng nè. Biết nào cô chúng hả? Rồi từ từ sẽ tới mình thôi. Con đếm từ 1 đến 10 cho cô Bích Tiền Nguyễn nha. Bích Tiền Nguyễn có là có giúp con nha mấy cô chú ơi. Mấy cô chú thấy tên kéo tên giúp con nha. Đếm từ 1 đến 10. 1 cho cô Bích Tiền Nguyễn nè. 2 cho cô Bích Tiền Nguyễn nha. 3 cho cô Bích Tiền Nguyễn nè. Mấy cô chú thấy tên kéo tên giúp con nha mấy cô chú. 4 cho cô Bích Tiền Nguyễn nè. 5 nha. 5 nha. Chị ơi em không vô coi được, chị kiểm tra máy nha. Con thấy cô Bích Tiền Nguyễn có rồi nha mấy cô chú. Thấy cô Bích Tiền Nguyễn có rồi nha. Để con kiểm tra coi. Để kiểm tra giùm em. Đây con thấy cô Bích Tiền Nguyễn có mấy cô chú, để con kiểm tra coi có chia sẻ công khai trong vòng thời gian không nha. Thấy không? Cô Bích Tiền Nguyễn có chia sẻ công khai trên dòng thời gian nha cô chú. Có chia sẻ công khai trên dòng thời gian 4 phút trước nha. Đó có chia sẻ nha cô chú. Rồi quà game hợp lệ. Quà game hợp lệ nha cô chú ơi, tặng nha. Tặng cho cô Bích Tiền Nguyễn nha. Đây tặng cái thỏ xưa cho cô Bích Tiền Nguyễn nha. Lên thông tin địa chỉ để con gửi quà game cho nè. Chia sẻ 3 phút.
Dạ dạ sao trời. Thôi mấy cô chú ơi, tặng đi mấy cô chú, tặng bán hàng nha. Tặng nha. Chia sẻ 4 phút rồi, cũng chia sẻ công khai trong thời gian hợp lại với mấy cô chú, tặng nha. Giờ xin ý kiến của mấy cô chú nè, tặng luôn đi rồi bán hàng cho mấy cô chú nha. Tặng nha mấy cô chú. Có chia sẻ công khai trong thời gian nha, tặng nha, lên bán hàng cho mấy cô chú nè. Dạ ok, tặng nha. Rồi tặng cho cô Bích Tiền Nguyễn. Cảm ơn mấy cô chú rất là nhiều luôn. Rồi lên bán hàng cho mấy cô chú nè. Giá cực kỳ mềm luôn nha. Đây, tặng. Ok mấy cô chú tặng nha. Rồi lên bán hàng cho mấy cô chú nha, chậu này là 280 nha. Chậu nhựa gã gỗ sẵn cho mấy cô chú rồi, chạy về dịp ghép chơi thôi, về chơi thôi nha. Giống này ngày xưa rất là đắt cho mấy chú luôn, cái thời rất là đắt cho mấy chú. Nhưng mà bây giờ người ta cấy mô quá mấy cô chú, người ta cấy mô, người ta nhân kỳ, người ta trồng, bán lại rất là rẻ cho mấy cô chú luôn. Giá là 280 cây này nha, đang được 2, 4, 5 vòi hoa nha chú ơi. 5 vòi hoa mà còn nít u sẵn cho mấy cô chú nữa nha. Rồi con tặng quà game rồi nha mấy cô chú. Tặng quà game rồi nha. Cảm ơn mấy cô chú rất là nhiều luôn. Rồi, cây này là 280 chú ơi, 280 nha. 280 đang được 5 vòi hoa, 5 vòi hoa rất là đẹp luôn, 280. Bán hàng nha mấy cô chú ơi, bán hàng nha. Cảm ơn chị Bích Tiền Nguyễn, cô Bích Tiền Nguyễn rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Ngàn nha mấy cô chú ơi, 280 nha, đang được 5 vòi hoa. Dòng này là xuyên hoa, hoa rất lâu tàn cho mấy cô chú luôn. Cánh là cánh tay thỏ nha, tay thỏ đứng cho mấy cô chú nè. Lưỡi là lưỡi sọc nha mấy cô chú. Hoa rất là lâu tàn và bền. Rất là lâu tàn và bền nha, chơi đến 1-2 tháng hơn đó mấy cô chú. Chơi đến 1-2 tháng hơn nha. Thì theo nhiệt độ và cách chăm sóc nè. 280 chậu này mấy chú ơi, 280 nha, đang được 5 vòi hoa, rất là đẹp luôn. Ra chậu nhựa giả rổ sẵn cho mấy chú luôn rồi. Cây rất là lùm nha, 280.000. 280 có chốt chú giúp con nha mấy cô chú. Còn có được vài cây thôi, ngậm qua cô Phượng lên được vài cây nè. Giờ còn sót vài cây nha. Đó, 280.000 rất là đẹp luôn, thân cao lùm cho mấy cô chú nha. Rất là nhiều vòi bông luôn. Cây khỏe là nó sẽ cho 3-4 vòi một lượt nha chú, 3-4 vòi một lượt luôn. Nó cho hoa heo nách lá nha, cho hoa quanh năm, hoa liên tục nha mấy cô chú ơi. 280.000 chậu này nha, đang được 5 vòi hoa, cho hoa liên tục nha. Tay thỏ cánh đứng cho mấy cô chú nha, lưỡi sọc nè. Nó lưỡi tím sọc cho mấy cô chú nha, rất là đẹp luôn. Thơm, thơm ngang ngửa mùi bà liễu mấy cô chú. Cánh nó cũng rất là giống bà liễu luôn, nhưng mà được cái là nó tay thỏ cánh đứng nha, còn bà liễu là cánh cong. Đây, 280.000 nha mấy chú ơi, 280 nha. 280 có chú giúp con nha mấy cô chú, rất là đẹp luôn. Dòng này là sai hoa, cho hoa liên tục theo nách lá nha. Cây khỏe tốt là nó sẽ cho 3 đến 4 vòi một lượt. Ngày cái giống này là những dòng Dendro nắng rất là nổi tiếng. Trước đây giá rất là mắc cho mấy cô chú luôn. Bây giờ người ta nhân kỳ, người ta cấy mô ra, người ta bán lại cho mấy chú rất là rẻ nha. Chỉ có 280.000 thôi. Có chậu nhỏ luôn nha mấy chú, có một chậu nhỏ là 160-180. Có chú hồi chú giúp con nha, cây này được 5 vòi hoa, cho hoa liên tục hay nách lá nha. Còn rất là nhiều nít u cho mấy cô chú luôn. Có nở có nụ cho mấy cô chú chơi nha. Chơi hoa quanh năm, hoa cực kỳ lâu tàn, hoa thơm nha mấy chú. Đây rất là đẹp luôn, tay họ cánh đứng nha. 280.000 chậu này. Đây chậu này 2, 4, 6. Chậu này đang được 6 vòi hoa luôn nha, cũng 280 luôn. 6 vòi hoa nha chú. 6 vòi hoa nha, 280.000. Rất là đẹp luôn. Đây đang 6 vòi hoa cho mấy chú nè, mấy chú thấy không? Làm bông rất là nhiều luôn, cho hoa liên tục theo nách lá nha. Chơi hoa quanh năm nha mấy chú, chơi hoa quanh năm nha. Cánh thì là cánh đứng, lưỡi thì tím sọc cho mấy cô chú nha. Rất là đẹp luôn, đang được 6 vòi hoa, có nở có nụ sắp bung bông nha chú. Nụ lớn nụ nhỏ bông nở sẵn luôn, rất là đẹp. 280 nha, cây lùm, thân cao, cây khỏe, đủ sức cho vòi hoa rồi. Nó cho hoa quanh năm nha, cây rất là lùm luôn. Nhảy rất là nhiều mầm tơi mấy cô chú, giá hệ bám rất là chắc nha.
Bộ rễ bánh thì rất là chắc luôn. 280.000 chậu này đang được 6 vòi hoa nha. Rất là khủng khiếp, còn rất là nhiều nếp u cho mấy cô chú luôn nè. Nó cho hoa quanh năm nha, cho 1/3 thân trở lên không à, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nha. 280, có chỗ hồi giúp con nha mấy cô chú. Cái là xiên hoa, hoa rất là thơm nha. Xiên hoa, hoa rất là thơm. Đây rất là đẹp luôn. Tai họ cánh đứng nha. Mật bông nha mấy chú, cánh nó là cánh phớt hồng đó. Cánh phớt hồng nha. 280.000 chậu này nha mấy chú, 280 nha. Mấy chú xem nè, thân rất là khỏe luôn. Trồng bằng sơ dừa nha. Trồng bằng sơ dừa, thân bám rất là khỏe. Đó, 280.000 có được vài cây thôi à. 280 nha. Đây chậu này 260 nè mấy cô chú, 260 chậu này. 260 nha nè mấy cô chú xem nè. Bung rất là đẹp luôn, thơm ngang ngửa mùi bà liễu nha mấy chú. Thơm ngang ngửa mùi bà liễu nha. Tai họ cánh đứng. Đây rất là đẹp luôn. Chậu này là xiên hoa chú luôn. Chậu này là 260 nha, mà rất là lùm luôn nè. Nguyên một bụi luôn. Lá cây xanh mướt cây khỏe nha. 260.000 chậu này. Có chỗ hồi chú giúp con nha mấy chú. Mấy chú xem mặt bông nè. Tai họ cánh đứng nha, rất là đẹp luôn. Dòng này là dòng tai họ xưa đó mấy cô chú. Tai họ xưa nha. Rất là đẹp. 260 chậu này có chỗ hồi chú giúp con nha. Đang được 3 vòi hoa mà còn nít u cho mấy cô chú nữa nha. Chốt cho chú Trương Ti nè. Chú Trương Ti chậu này nha, 260. Cảm ơn chú rất là nhiều luôn. Mấy cô chú chốt tên kèm số điện thoại địa chỉ giúp con nha mấy chú ơi. Có thông tin địa chỉ thì gửi hàng cực kỳ nhanh luôn. Mà không có thông tin địa chỉ là sẽ bị giam hàng hoặc là bị xả đơn. Không có thông tin địa chỉ. Hết cây 260 rồi nha mấy chú ơi. Hết cây 260 rồi. Còn được chậu 280 nè. Đó, cô Hải Yến ơi chọn lại giúp con nha. Hết 260 rồi. Hết 260 nha. 280.000 chậu này nha mấy chú ơi. 280 nha. Tai họ cánh đứng nè, rất là đẹp luôn. Cũng rất là lùm tương đối với chậu hồi nãy đó nha mấy chú. Thân tơ nhảy rất là nhiều, cho hoa liên tục nha. Dòng này là người ta cấy mô đúng không chú, mới có giống đi bán giá rẻ thế này. Chứ lúc trước giá thì rất là đắt trên thị trường luôn. Đây 280 chốt cho cô Hải Yến nè. Cảm ơn cô Hải Yến rất là nhiều luôn nha. Rất là đẹp. 280 nha mấy chú ơi. Cây này để mấy chú 260 nha. Cảm ơn cô chú Hương Nguyễn rất là nhiều luôn. Đây chậu này là 260 nha chú, 260 thân cao. Thân cao thì đổi lại thì thân nó không có lùm cho mấy cô chú nha. Thân cao, mấy cô chú xem nè. Thân rất là khỏe, rất là mập luôn. Có cây chưa hoa không em? Chưa hoa là đang nụ hả? Có cây nhú vội nãy không chị Vi? Ờ, lấy cây nhỏ giùm em ơi. Có cây nhỏ mà đang nhú vội cho chị với chị Thảo Sigo. Chậu nhỏ nha. Đây, chậu lớn này là 260 nè. Hai thân rất là đẹp luôn, nhưng mà còn lùm dưới đây nha mấy chú nha. Tặng. Đây em có cây này đang nhú vòi nè. Cây này đang nhú vòi nha. 250. 250 chậu này nha. Đang được hai hướng luôn. Hai hướng luôn nha mấy chú, hai hướng nha. Lá xếp rất là đẹp luôn. Lá cũng giống tựa tựa như là bà liễu luôn nha mấy chú. Tựa như bà liễu luôn nha. Rồi cảm ơn chú Trương Ti rất là nhiều luôn. Chậu này là 250 nha. Đang được hai vòi hoa nè. Nó cho hoa liên tục. Cho hoa liên tục nha. Rất là đẹp luôn. Cây tùm đang được hai hướng nha. Đây được hai hướng luôn nè. Chị Hảo Sigo có chỗ thì chỗ giúp em nha. Rồi đây rất là đẹp luôn. Lá xanh mướt. Lá là bóng cho mấy cô chú luôn. Thân tơ nha. Thân tơ nha. Rất là đẹp luôn. Chậu này là 250. Có chỗ thì giúp em nha. Hai hướng. Cây đang hai hướng. 250 nha. Chốt cho chị Thảo Sigo nè. 250. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn nha. Đây em còn chậu lùm nữa nè mấy anh chị. Em còn chậu lùm 250 nữa nè. Có chú hồi chú giúp em nha. 250. Nó cây rất là lùm. Có lùm có cao luôn nha mấy anh chị. Có lùm có cao luôn nha. 250 trong này. Có chú hồi chú giúp em nha. Có ben soda không em? Ben soda. Ben soda em không có hàng. Em không có hàng ben soda nha. Ben soda chưa có về. Rồi chậu này là 250 nha mấy anh chị ơi. Thân lùm cao, rất là đẹp luôn. Cái này mà để trước cửa nhà thì rất là đẹp nha. Hoa thơm, thơm ngang ngửa mùi bà liễu mấy anh chị. Tai họ cánh đứng nha, tai họ cánh đứng. Cây khỏe thì một lượt nó sẽ cho 3 đến 4 vòi một lượt nha mấy anh chị ơi. Còn rất là nít u cho mấy chị rất là nhiều luôn. Cây này đang
2, 4, 6 6 cái nít u cho mấy anh chị nè, sắp làm bông rồi. Đó, rất là đẹp nha, sắp làm vòi rồi nha. Chậu này là 250, rất là đẹp luôn. 250 nha, thỏ xưa. Tay thỏ cánh đứng cho mấy anh chị đó, rất là đẹp luôn. Cánh đứng. Dạ bà Liễu em không có hàng luôn á chị Thảo Lê, Thảo Sigo ơi. Không có hàng bà Liễu luôn á. Bà Liễu bây giờ là hình như gọi là hiếm đó mấy anh chị, hiếm đó nha. Chậu này 250 có chốt giúp em nha anh chị ơi, 250 nha, thỏ xưa cho xem mặt bông thực tế luôn nè. Đây, hoa rất là thơm nha. Thơm cả ngày lẫn đêm luôn. Thơm cả ngày lẫn đêm nha mấy anh chị. Đó, tay thỏ nha, 250. Có chốt rồi chốt giúp em nha, mặt bông thực tế cho mấy anh chị xem nè. Đây xem hoa nha mấy anh chị ơi, xem hoa nha, rất là thơm luôn. Có 250.000 à, quá rẻ nha mấy anh chị ơi. Chậu này là 250 nè nha, chậu này 250. Đang nhú vòi nha mấy chú nè, đang nhú vòi nha, lan là mất u đó. Đây 250, cây hai cây rất là đẹp luôn. Cây thân cao, cây lùm cho mấy anh chị nha. Rất là đẹp, cây khỏe đủ sức cho vòi hoa rồi. Cho hoa liên tục theo nách lá mấy anh chị ơi, vòi hoa rất là dài, hoa cực kỳ lâu tàn nha. Rất là lâu tàn luôn, chơi đến 1-2 tháng tùy theo nhiệt độ và cách chăm sóc của mấy anh chị nha. Sắp bị đuổi khỏi nhà rồi. Sao giờ chị Thả Sigo? Sao vậy? Đây, 250 mấy anh chị ơi, em còn được vài chậu thôi, 250 nha. Em có chậu 180 nè mấy anh chị. Em có chậu 180 nha. Chậu 180 thì đang được 3 vòi hoa nha. Chậu này là 280 nè, có chốt hồi giúp em nha. Chậu này 280. Đó, 280 nha. Còn chậu này là 250. Chậu này 250 giúp em nha. Cây rất là đẹp, rất là khỏe cho mấy anh chị luôn. Chốt cho chú Huỳnh Lê nha. Chốt cho chú Huỳnh Lê chậu 250 nha. Mấy cô chú chốt đơn kèm số điện thoại địa chỉ giúp con nha mấy chú ơi. Kèm số điện thoại địa chỉ nha. Con chốt cho chú Huỳnh Lê rồi đó. Em có chậu 180 nè mấy anh chị. Chậu 180 nha, đang được 3 vòi hoa. 180 nha. Cây đẹp, bản lá ship rất là đẹp luôn. Lá thì xanh mướt cho mấy anh chị, thân thì rất là khỏe nha. Rất là đắt luôn mấy anh chị ơi. Giống này rất là đắt nha. Mà cây có 180 à. Đây mặt bông thực tế cho mấy anh chị xem nha. Có nắng lên là hoa thơm nha, có nắng lên là hoa thơm, hoa cực kỳ thơm luôn á. Chậu này là 280 nha mấy anh chị, chậu này 280 nha. Chậu này 280, thỏ xưa nha, đang được 5 vòi hoa. Đang được 5 vòi hoa, có nở có nụ cho mấy anh chị nha, mặt bông thực tế luôn nè. Tay thỏ cánh đứng cho mấy anh chị nha, 280 chậu này. Rất là đẹp luôn, vừa lùm mà vừa cao, có thân tơ luôn nha. Dòng này rất là hoa rất là lâu tàn, hoa rất là thơm cho mấy anh chị luôn, thơm ngọt nha. Thơm ngọt, thơm ngăn ngủ bà Liễu đó mấy anh chị. Đây thỏ xưa nha, chậu này là 280, có chốt cho giúp em, đang được 5 vòi hoa đó. Cảm ơn chú Huỳnh Rê rất là nhiều luôn. Đây 5 vòi hoa nha mấy anh chị, 280.000, 280 nha. Thân rất là khỏe, cây xanh mướt cho mấy anh chị luôn nè. Rất là lùm nha, 280. Có chú hồi chú giúp em nha, 280 nha. Rất là đẹp luôn, đang được 5 vòi hoa luôn mấy anh chị. Chậu này là chậu nhựa giả gỗ sẵn cho mấy anh chị rồi, về việc chơi chơi thôi. Hoa rất là đẹp luôn. Bữa nay có hibiki nữa nha mấy anh chị. Bữa nay có hibiki nữa nha. Đó, đây rất là đẹp luôn. Cây lùm, cây mướt, xanh đẹp cho mấy anh chị nha. 280.000, có chú hồi chú giúp em nha mấy anh chị ơi. Đây được 5 vòi hoa nè. Hoa rất là lâu tàn mà cho hoa liên tục phải nách lá. Mấy anh chị chơi hết vào bông này là nhảy bông khác. Rất là nhiều cho mấy anh chị luôn, chốt cho cô Hoàng Cúc nè. Chốt cho cô Hoàng Cúc 280 nha. Mấy cô chú chốt đơn kèm số điện thoại địa chỉ giúp con nha mấy cô chú ơi. Đơn hàng lại đi từ 200 nha. Phí ship là cân nặng của cây nha mấy cô chú ơi. Cảm ơn chú Thương Nguyễn rất là nhiều luôn nè. Nói không chị chốt nha chú Thương Nguyễn nha. Đây, có chậu này. Chậu này 300 nha mấy chú, chậu này 300 nha. Đó, chậu này 300. 300 nha, thân lùm mập cho mấy chú luôn nè. Một vòi hoa nhưng mà đổi lại thì rất là lùm. Thân rất là đẹp nha, 300.000 chậu này. Nó còn nít u nữa nha mấy chú. Nó cho hoa liên tục, yên tâm nha. Hoa đẹp xuất sắc luôn. Hoa đẹp xuất sắc luôn, thơm nha mấy chú. Đây, 300 chậu này. Chậu này 300 nha. Thỏ xưa 300. Nó cho màu sắc thì rất là tươi sáng cho mấy cô chú luôn. Nhìn mặt bông nhìn là biết sang rồi đó mấy chú. Nhìn là biết sang rồi nha. Màu trắng phớt hồng nha, để trước cửa nhà đi. Hoa thơm bốc mùi cho mà coi. Đây 300 chậu này mấy chú, 300 nha. Cây rất là lùm, siêu siêu lùm luôn.
thân khỏe mập lá mướt cho mấy cô chú nha. Cây này làm bông rất là khủng khiếp luôn. Cây khỏe thì nó sẽ làm bông cho một lượt là 2-3 vòi một lượt luôn. Mấy cô chú yên tâm nha. Đây chỉ có 300 ngàn chậu này thôi. Chú có vài chậu rồi. Cảm ơn chú Thương Nguyễn. Đây 300 chậu này chú ơi, 300 nha, 300 ngàn. Có chốt cho giúp con nha chú ơi. Dòng này là dòng Dendro nắng khá là nổi tiếng luôn. Khá là nổi tiếng nha. Trước đây giá thì rất là cao trên thị trường, nhưng bây giờ người ta nhân kỳ người ta cấy mô mấy cô chú, nên giá thì rất là rẻ, rất là mềm nha mấy chú luôn. 300 chậu này nha, 300 thỏ xưa. Thỏ xưa nha mấy chú ơi, 300 chậu này. Đây mọc bông thực tế nè, tay họ cánh đứng nha. Tay họ cánh đứng hoa thơm. Hoa rất là thơm luôn, có nắng lên rất là thơm nha. Chậu này là 300 ngàn giúp con nha mấy chú ơi, 300 ngàn nha. Rất là đẹp luôn, cho hoa liên tục nha mấy chú. Cho hoa liên tục thấy nách lá nha, 300 ngàn chậu này, có chú hồi cho giúp con nha. Cây khỏe đẹp tùm luôn nè, xanh mướt nha, 300 ngàn. Em có chậu 260 nè mấy anh chị ơi. Em có chậu 260 nha. Đây 260. 6 vòi hoa. 260 6 vòi hoa nha. Đó rất là đẹp luôn. 260 nha mấy anh chị ơi. Hoa thơm ngọt lắm luôn á. Mà là màu trắng phớt, hồng lưỡi là tím sọc cho mấy anh chị nha. Cái tay họ cánh đứng. 260 chậu này có chú hồi giúp em nha mấy anh chị. Đang được 6 vòi hoa luôn. 6 vòi hoa nha, 260 nè. Cây đẹp khỏe cho mấy anh chị nha. Chào hết tất cả mấy cô chú đang xem like nha. Đây 260 chỗ này có chú cho giúp em nha mấy chị ơi, đang được 6 vòi hoa đó. Nó cho hoa liên tục nha. 260. Thân rất là khỏe, rất là mập cho mấy anh chị luôn. Thân rất là khỏe, rất là mập nha. Lá thì xanh mướt tùm nè. Bản lá thì rất là to luôn nha. 260 chỗ này có chú cho giúp em. Đang được 6 ngồng hoa nha mấy anh chị. Còn làm nắp u nữa nha. Còn làm nữa nè, đó rất là đẹp luôn. 260 nha. Có chú cho giúp em. Em có được vài cây bò vàng nè mấy anh chị ơi. Được hai cây bò vàng nha. Hai cây bò vàng chỉ có hai cây nhất thôi. Đang vòi hoa nha. Đang nụ lớn cho mấy anh chị nha, bò vàng. Đây. Bò vàng là nhiêu tiền? Bò vàng là 180 ngàn mấy anh chị ơi, 180 nha. Hai vòi hoa luôn bò vàng. Cánh là cánh màu vàng đồng, lưỡi là lưỡi phớt hồng cho mấy anh chị nha. Đây rất là đẹp, em cho mấy anh chị xem. Hoa cực kỳ lâu tàn luôn. Cực kỳ đau tàn nha. Cam kết cho mấy anh chị là chơi từng một tháng hơn không đó. Một tháng hơn nha. Đây cho xem mặt hoa nè. Mặt hoa rất là đẹp, rất là bền. Hoa không thơm nhưng mà rất là lâu tàn nha mấy anh chị. Hoa không thơm mà rất lâu tàn. Dòng này là thuộc dòng Dendro nắng. Cho hoa quanh năm nha. Màu là màu hồng. Màu là màu vàng đất. Lưỡi là lưỡi phớt hồng cho mấy anh chị nha. Đây em cho mấy anh chị xem mặt hoa. Đợi em một cái xíu. Chơi hoa này là khỏi chơi giờ đâu luôn á mấy anh chị ơi, rất là lâu tàn. 180 nha. Lá thì rất là cứng luôn. Lá rất là cứng dày cho mấy anh chị luôn nha. 180.000 chậu này nha mấy anh chị. Bò vàng nha, 180. Có chỗ hồi chú giúp em để em lấy mặt bông cho xem. Đây mặt bông bò vàng nha. Mặt bông bò vàng cho mấy anh chị xem nè. Đó, mặt bông rất là đẹp luôn. Cánh sáng màu vàng, hai cánh vàng vàng đồng, ba cánh vàng sáng nha. Lưỡi là lưỡi phớt hồng cho mấy anh chị luôn. Một cây là 180.000 một cây, chỉ có hai cây duy nhất. Hai cây nhất nha. Đó, bò vàng rất là đẹp luôn. Hai cánh vàng đồng, ba cánh vàng sáng, lưỡi là lưỡi phớt hồng cho mấy anh chị nha. Rất là đẹp. Dòng này cực kỳ lâu tàn luôn, cho hoa quanh năm nha mấy anh chị, đang vòi hoa nụ lớn sắp bung bông nha. Cây rất là khỏe, làm bông rất là khủng khiếp luôn. Cho bò bông cũng cực kỳ dài cho mấy anh chị luôn nha. Thuộc dòng Dendro nắng nha mấy anh chị, thuộc dòng Dendro nắng nha. Cây cực kỳ khỏe, lá rất là cứng dày cho mấy anh chị luôn. 180.000 một cây. Chỉ có được hai cây duy nhất thôi nha. Hai cây duy nhất cho mấy anh chị. Đây, hai vòi hoa nè, hai cây nhất nha. Đó, một cây nụ và một cây bung bông. Một cây hé hé bông nha. Dạ không có chậu khủng chú Năm Lai ơi, không có chậu khủng, chỉ có được hai chậu 180 này thôi. Hai chậu nha, chậu bên đây thì lùm mà một vòi, chậu bên đây ít thân nhưng mà được hai vòi nha. Đây 180.000 một cây, chỉ có hai cây nhất thôi nha mấy cô chú, hai cây nhất thôi nha. Cây rất là đẹp luôn. Hai cánh vàng đồng, hai cánh vàng đồng, hai cánh, ba cánh vàng sáng, lưỡi là lưỡi phớt hồng cho mấy cô chú nha. Đây con chốt cho chú Năm Lai hai cây này nha. Cảm ơn chú Năm Lai rất là nhiều luôn. Cây hai cây này đều luôn, chú Năm Lai về ghép chậu lớn đi là được chậu khủng nha. Đây con chốt cho chú Năm Lai, cảm ơn chú Năm Lai rất là nhiều luôn. 280.000 một cây.
Rồi con hết bò vàng luôn nha mấy chú, hết bò vàng luôn nha. Gì? À 180 một cây. Hết bò vàng nha mấy chú ơi, hết bò vàng nha. Giờ lên Hibiki cho mấy chú nè. Hibiki nha. Đây hôm nay con giới thiệu với mấy chú một dòng dendro có tên gọi rất là độc đáo luôn, Hibiki. Đó. Cây thì khá là lùm cho mấy cô chú luôn nha. Cây là khá là lùm luôn, cho xem mặt bông nè. Cho bông theo chùm nó khích lại với nhau. Cho bông theo chùm khích lại với nhau nha. Màu là màu tím hồng cho chú là lượng nhị, là nhị vàng nha. Đây cho xem mặt bông của Hibiki. Dòng này rất là độc, rất là lạ với mấy chú luôn. Cho bông từ dưới thân lên nha, từ dưới gốc, cho bông từ dưới gốc. Cho bông từ dưới gốc nha, rất là đẹp luôn. Chỉ có giá là chỉ có giá là 160.000 một cây thôi, 160 nha. Đây con cho mấy chú xem mặt bông của Hibiki. Một tên gọi rất là đẹp. Đây, cho hoa từ dưới gốc nha mấy chú. Nè, Hibiki được gọi là phong lan Dendromiki, giá là đặc biệt cho mấy cô chú luôn. Vòi hoa mọc từ dưới gốc nha mấy chú. Có một số mọc ở giữa thân. Thân thì nó sẽ có màu sắc rất là đặc biệt luôn, rất là khác với mấy cây khác nha mấy cô chú. Rất là đẹp luôn nha. Cho hoa từng chùm, nhiều hoa khích lại với nhau nha mấy chú, rất là đẹp nha. Cho bụi lùm thế này, mình càng trồng lâu thì hoa sẽ càng nhiều và càng bụi càng to nha. Đó là đẹp luôn. Hoa là đỏ hồng, nhị là nhị vàng nha mấy chú ơi. Hoa đỏ hồng, nhị nhị vàng nha. Rất là đẹp luôn. Rất là nhiều người ưa chuộng nha mấy chú. Nó thích hợp với là khí hậu nắng ấm áp. Nắng ấm áp là vừa phải thôi nha mấy chú, chứ đừng có nắng gắt nha mấy chú. Rất là xuyên hoa luôn. Mấy cô chú trồng càng lâu là nó sẽ cho rất là nhiều luôn. Nó đặc biệt là nó sẽ cho bông ở dưới gốc nha. Cho bông dưới gốc dập lá mới thấy nè. Khi lá chuỗi hết thì nó sẽ cho bông nha mấy chú. Chuỗi hết xuống lá cho bông nha. Hibiki có khí hậu là chơi là để trong nắng ấm áp thôi, chứ đừng có nắng gắt nha mấy chú. Nắng gắt nó sẽ bị vàng trái lá. Đặc thù của lá nó thế này nha, nó xuống lá cho bông nha mấy chú. Rất là đẹp luôn. Độc lạ là nó sẽ cho bông ở dưới gốc hoặc là cho ở giữa thân nha. Rất là đẹp luôn. Bụi lùm thế này chỉ có 160.000 một cây thôi, 160 nha. Dòng này á, cái thân nó rất là lạ với các dòng khác nha mấy chú. Nó thân của nó là có màu tím sọc. Tím sọc cho mấy cô chú nha, nó không có màu xanh như các dòng khác. Nó có thân màu tím sọc mà cho bông ở giữa gốc, cho bông theo chùm, rất là đẹp luôn. Màu là màu đỏ hồng, nhị là nhị vàng nha mấy chú ơi, rất là đẹp luôn nè. Nó cho hoa trong nách lá thế này nè mấy chú, cho dưới thân nha. 160.000 một cây thôi, Hibiki nha mấy chú. Hoa cực kỳ lâu tàn luôn, hoa cực kỳ lâu tàn nha. Chỉ còn được ít cây thôi. Một bụi siêu lùm luôn mấy cô chú. Trồng càng lâu là nó sẽ cho bông rất là nhiều và cây sẽ nhảy mầm rất là nhiều cho mấy chú luôn. Mấy chú xem bông nè, nó cho từ dưới gốc nha, rất là lạ luôn. Thân là thân màu tím sọc cho mấy cô chú nha. Lá xanh mướt cho mấy chú luôn, tùm luôn. Nó xuống chuỗi lá hết thì nó sẽ cho hoa nha mấy chú ơi, chứ không phải là thấy nó chuỗi rồi đem đi bỏ nha. Đây 160.000 một cây, quá rẻ không mấy chú. Một bụi lùm như thế này chỉ có 160 thôi à. Rất là đẹp nha. Hibiki, dòng dendro hoa rất là lâu tàn. Màu là màu đỏ hồng, nhị là nhị vàng nha mấy chú, rất là đẹp luôn nè. Đó, nó cho bông từ dưới gốc nha. Cây nào cũng làm vòi làm nụ cho mấy cô chú hết rồi, rất là đẹp luôn. Cây bụi lùm như thế này nha, chỉ có 160.000 một cây thôi. Nè mấy cô chú xem nè, cái thân nó rất là lạ luôn. Cái thân của nó là màu tím sọc. Tím sọc cho mấy cô chú nha, nó không có giống như các dòng lan khác là màu xanh nha. Nó rất là đẹp luôn, làm bông rất là nhiều luôn. Bông theo chùm khích lại với nhau nha. Đó, 160.000 một cây thôi. Có gốc hồ điệp. Dạ có gốc hồ điệp nghe chú Dung Lê ơi, có gốc hồ điệp nha. Gốc hồ điệp combo 3 gốc là 250. Chú có chốt thì con lên cây cho xem nha. Lá thì xanh mướt cho mấy anh chị luôn. Chơi càng lâu là nó sẽ nhảy bụi càng lùm, bông càng nhiều luôn. Hoa cực kỳ lâu tàn nha. Rất là đẹp luôn nha mấy anh chị ơi, để cho xem một bông nè. Khi nó bung bông hết là nhìn cái cây rất là đẹp. Nó thích hợp với khí hậu là nắng ấm áp nha mấy chú. Là nắng vào buổi sáng đó, nắng vào buổi sáng nha. Đây cho xem bông nè mấy cô chú, rất là đẹp luôn. Cho màu sắc sực sỡ nha mấy chú ơi. Rất là nhiều người ưa chuộng cái dòng này luôn nha. Rất là nhiều người ưa chuộng. Nó thích hợp trồng với là giới cộng, giớn cộng nha, giớn cộng vỏ thông. Vỏ thông đá bọt nha mấy chú ơi. Dạ không có chất vàng đỏ, không có chất vàng đỏ chú ơi. Không có chất vàng đỏ nha. Nè mấy chú xem nè, rất là khủng khiếp luôn nha.
Đây, bông theo chùm như thế này nè, rất là lạ và độc đáo luôn nha. Chỉ có 160.000 một cây hibiki thôi. Cây rất là đẹp luôn cho mấy cô chú nha. Cây lùm, cây siêu lùm cho mấy cô chú luôn, 160.000 một cây hibiki nha. Đó, giá hệ bám rất là chắc luôn. Khi mấy cô chú sang chậu á là phải dùng thuốc nấm nha, để diệt khuẩn để không bị đạnh ổng lộn. Lộn mấy cô chú nha. Mấy cô chú khi sang chậu á là dùng thuốc nấm nha để sát khuẩn nha chú ơi, để sát khuẩn nha, để không bị động rễ. Rồi 160.000 một cây. 160.000 nha, có chỗ cho giúp con nha mấy chú ơi, rất là đẹp luôn nè. Bụi tùm luôn. Bụi tùm luôn nha, 160.000. Có hôm nay có dòng Sơn Thủy Tiên nè mấy chú, Sơn Thủy Tiên nha. Đây lên một bảng cho mấy chú xem luôn. Có chút hibiki gì cho giúp con nha mấy chú ơi, rất là đẹp luôn, bụi lùm nè. Nó cây rất là khỏe cho mấy chú luôn nha. Cây tùm luôn. Cây chịu nắng rất là tốt, nhưng mà với nhiệt độ là thấp thôi nha mấy chú. Nhiệt độ thấp thôi nha. Nắng á cho hoa quanh năm, nó cho hoa quanh năm nha mấy chú ơi. Cho hoa từ dưới gốc nha, cho hoa từ dưới gốc. Đó 160.000. Tay lên một bảng Sử Tiên nha mấy chú xem nè. Sơn Thủy Tiên nha, lấy giùm em một bảng chị Vi. Lấy giùm em bản nụ đi chị Vi. Bản nở cũng được. Sơn Thủy Tiên nha mấy chú, Sơn Thủy Tiên nha. Giống này giá thì rất là đắt. Giá rất là đắt nha. 350. Đây, Sơn, chào chị bánh kem Tú Trinh nha. Sơn Thủy Tiên nha mấy chú ơi, Sơn Thủy Tiên nha, bông rất là đẹp luôn. Mùi thơm rất là ngọt ngào nha mấy chú ơi, mùi thơm rất là ngọt ngào nha. Chậu bảng này là 350 nè. 350 nha, đang được 4 vòi hoa. Rồi. Gãy hết một vòi rồi mấy cô chú ơi. Gãy hết một vòi rồi. Thôi gãy hết một vòi rồi. Dạ có hỏi xưa chậu nhỏ nha. Có hỏi xưa chậu nhỏ 180.000 một chậu. Đây mấy cô chú về treo nha. Về treo xuống thế này nè. Đó. Về treo thế này nha. Về treo thế này chơi. Rất là đẹp luôn. Này mặt bông nha mấy cô chú ơi. Đây cho xem người ta ghép gỗ nè mấy cô chú, người ta ghép gỗ nè. Rất là đẹp luôn. 350 chậu này nha. Hoa thơm ngọt ngào luôn. Hương thơm ngọt ngào nha mấy cô chú. Chậu này mà ra chậu lớn là tính tiền triệu đó mấy cô chú ơi, rất là đẹp luôn. Hoa thơm rất là thơm ngọt nha, đây cho xem mặt bông nè mấy chú. Mặt bông nha. Đó, đẹp ghê chưa. Khi mà bung hết bông là nhìn thế này rất là cưng luôn. Nè, một bụi rất là khủng cho mấy cô chú luôn. Chắc bụi này là mấy chục triệu mấy cô chú. Đó, rất là đẹp luôn. 350 nha. 350 một sơn thì một bản Sơn Thủy Tiên. Cây có nở có nụ luôn nha mấy chú, có nở có nụ luôn nha, mặt bông rất là tươi sáng luôn, lên màu vàng rực luôn nha mấy chú, lên màu vàng rực nha. Hoa thơm ngọt ngào luôn. Dòng này là chỉ có 350.000 thôi, giống rất là đắt cho mấy chú luôn. Mấy chú xem lá gì lá kiều gì đó, nhưng mà là Sơn Thủy Tiên nha. Chị Thảo Sigo ơi, cây của chị em xuống rồi á. Có gì mai em chụp hình cho chị xem nha. Có gì mai em chút đơn chụp hình cho chị xem. Đây bảng này là 350 nha mấy chú ơi, 350 nha. Hoa rất là thơm luôn. Hoa rất là thơm nha. Đúng rồi, Sơn Thủy Tiên là cho hoa theo mùa. Nếu mà mấy cô chú muốn trái mùa, trái mùa thì kích hoa nha. Kích hoa là kích di đỏ đó. Rồi, để em cho chị Lê Thí Vũ. Lê Thí Vũ cho xem một chậu thỏ xưa nha. Mình còn chậu thỏ xưa nhỏ không chị Vy? Chị Vy lấy giùm em chậu. Chậu nhỏ là 180 giúp em mấy chị ơi, một chậu nhỏ là 180 nha. Đây là em lấy chậu nhỏ cho chị xem. Đây, chậu nhỏ thế này là 180 nè. Đó, 180 nha. Đang nít u cho chị rất là nhiều luôn. Nè, nó nít u trong nít lá cho mấy chị nè.
180 chậu này nha chị ơi, 180 nha. Dạ không có hạt vĩ thiên cung. Dạ ship mọi miền tổ quốc nha mấy chị ơi, ship mọi miền tổ quốc nha. Đây 180.000 mấy chị xem nè, 180 rất là đẹp luôn nha, đang làm vòi hoa với mấy chị nè, nó chảy mặt ra cho mấy chị luôn, nó chảy mặt trên thân cho mấy chị nha. Đây 180.000 mấy chị, siêu siêu đẹp luôn nha. Hở xưa rất là đắt trên thị trường nha mấy chị ơi, cây rất là khỏe nha, 180.000 một cây. Có chỗ cho giúp em thỏ xưa nha, em cho mấy chị xem một bông nè, tay thỏ cánh đứng nha. Cho mấy chị xem mật bông thực tế nè. Đây mật bông thực tế nha, mật bông thực tế của thỏ xưa nha mấy chị, đó rất là đẹp luôn. Chỉ có 180.000 một cây thôi. Cây lớn là 300 đến 350, 280, 260. Còn cây nhỏ là 180 đồng giá nha mấy chị ơi, cây nhỏ là 180 nha. Đó, cây rất là đẹp luôn, có chỗ hồi giúp em nha. Thỏ xưa, thơm ngang ngủ một bên xuân, thơm ngang ngủ một bà liễu nha mấy chị ơi. Nó cũng tựa tựa như giống bà liễu vậy đó, nhưng mà đặc biệt cái là cái cánh nó khác nhau nha. Cái cánh của bà liễu là cánh nó cong, cong xuống, còn cánh của thỏ xưa là cánh đứng nha mấy chị, giống như tay thỏ vậy đó. 180.000 một cây này nha, có chỗ hồi giúp em nha. 180. Em cho mấy chị xem mật bông chụp dưới ánh nắng nè, mật bông chụp dưới ánh nắng nha, rất là đẹp luôn, lên tông màu rất là sang, rất là sáng cho mấy chị luôn. Nó là màu trắng phớt hồng đó mấy anh chị, màu trắng phớt hồng đó nha. Nè cho xem mật bông của thỏ xưa nè mấy anh chị, chụp dưới ánh nắng nha. Cho mấy chị xem thỏ xưa mà người ta ghép chậu nè. Dạ có ra chậu giả gỗ hơ luôn, nhưng mà giá nó khác nha, giá nó khác nè. Người ta về ta ghép chậu nè mấy anh chị, bây giờ ta ghép chậu nè, đó rất là đẹp luôn nha. Nè mặt bông của thỏ xưa nha mấy anh chị ơi, rất là đẹp luôn, nhìn màu rất là sáng rực cho mấy anh chị luôn nha, sáng rực rỡ luôn. Trị giá là 180, 200, 260, 280, 300, 350 nha. Đó là đẹp luôn. Đây em có chậu lớn nè, chậu lớn này là 300.000. Chậu lớn nha, đây chậu lớn 300.000, rất là đẹp luôn. Chậu nhỏ là 180 nha. Chậu này chậu lớn 300.000. Có chỗ cho giúp em. Một bụi tùm cho mấy anh chị luôn. Nhảy vòng hoa liên tục khi nách lá nha mấy anh chị, nhảy vòng hoa liên tục khi nách lá. Có chỗ cho giúp em nha. 300.000. 300.000 chỗ này. Lá xanh mướt, lá xanh đậm luôn. Mấy cô chú chúc đơn ủng hộ coi nha mấy cô chú. Chờ hết tất cả mấy cô chú đang xem like ạ. À. Mấy chú xem nè. Rất là đẹp nha. Cánh là cánh phớt hồng cho mấy anh chị đó. Cánh phớt hồng nha. Tay họ cánh đứng cho mấy anh chị mặc bông thực tế luôn. Đây, 300.000 chỗ này, chậu lớn nha mấy anh chị. Còn chậu nhỏ là 180. Chậu nhỏ là 180 giúp em nha. Đây 180 chậu nhỏ. Đó, lá thì xanh mướt. Cây rất là khỏe cho mấy anh chị luôn, làm bông rất là khủng khiếp. Sao chị mua thỏ đỏ mà nó ra thỏ vàng hả? Chị Loan Nguyễn ơi, chị chụp hình gửi cho Messenger giúp em nha chị, để em xác nhận lại đơn hàng của chị nha. Rồi chị chụp hình đi, rồi sẽ có nhân viên trực tiếp trả lời đơn hàng của mình nha, có nhân viên chăm sóc khách hàng đó. Rồi chị inbox vô Messenger đi, rồi có người trực tiếp trả lời đơn hàng cho chị nha. Sao mình mua thỏ đỏ mà nó ra thỏ vàng hả? Đây chắc là soạn nhân viên soạn nhầm cây cho chị á. Thỏ xưa nha mấy anh chị ơi, thỏ xưa nha, thỏ xưa hết cây cao chưa hoa hả Hương, là sao ba, là sao chị Bí, hết cây cao chưa hoa hả Hương, à cây cao mà chưa có hoa hả, cây cao mà chưa có hoa. Có luôn á chị Thảo Sigo. Lựa một cây 180 người thân xíu hả? Đa phần thỏ xưa là như thế này thôi nha mấy anh chị ơi. Đa phần thỏ xưa là thế này thôi nha. Tại vì giống như rất là đắt luôn, người ta cấy mô nó mới được như thế này. Giá rất là rẻ, rất là mềm cho mấy anh chị luôn. Em chốt cho anh Dương, cho chú Dương, Dương Lương Diệp nha. Dương Lương Diệp chỗ này nha. Chỗ này khá là lùm luôn rồi đó. Đây 180 gập đơn nha. Gập đơn nha.
Phi là phi 18 nha chú Dương Lương Diệp ơi, phi 18 nha. Chị chụp hình rồi không ai trả lời hả? Chị chấm chấm lên đi chị, cho hiện cái nick của chị lên nha. Chị chấm chấm lên vô Messenger đi. Tại vì cờ nhiều quá, nhiều khách hàng quá nó sẽ bị trôi comment của chị ở dưới. Không có thấy thì không có trả lời đơn hàng của chị được. Chị chấm chấm lại giúp em nha. Có cây cao này chị Thảo Sigo ơi. Có cây cao này nha. Đây. Dạo này 260. Cho nhiều thân. Nhiều thân thì giá cao hơn nghe chú Dương Lương Hiệp ơi. Dương Lương Hiệp ơi. Hỏi vòi hoa cũng được. Chị lựa cho em một cây lùm mà không. Đang chấp tạm. Ờ đúng rồi. Để con đi tìm cho chú một cây nha. Hết rồi chú ơi. Hết rồi chú Lương Diệp ơi, hết rồi. Chậu đó lùm lắm rồi đó. Nè chậu của chú nè. Đó chậu của chú cái này nè, chú hồn đòi gì nữa chú. Rất là đẹp luôn. Như vậy là khá là lùm rồi đó. Nếu muốn lùm hơn nữa thì chậu 260 nha. Muốn lùm hơn nữa thì chậu 260. Chậu 300. Đó cái cây của chú rất là đẹp luôn rồi á. Nè chậu này lùm là 300 ngàn nha. 300 ngàn. Chậu này 300 nè, mấy chú có chú thì chú giúp con nha. Đó 300 ngàn. Chậu này là 260 mấy anh chị ơi, 260 nha, chơi được hai hướng luôn. Hai hướng nha. 260 đang được 3 vòi hoa mà còn nít u cho mấy anh chị nữa nha. Làm bông rất là khủng khiếp luôn. Nha, này chậu này, chậu này. Chậu này là 260 giúp em mấy anh chị ơi, chậu này 260 nha. Gốc hay sao chị Mi Trà? Gốc hay sao? Gốc hay là hàng bông? Chắc là gốc rồi á. Lựa giùm em hai gốc hồ điệp bản lá xếp đứng. Tôi hiểu chưa biết đó. Đây chỗ này 260 nha mấy chị ơi, thỏi xưa nha, 260. Đây thỏi cánh đứng nè. 260 nha. Chỗ bên đây là 300 ngàn giúp em nha mấy chị. Chỗ bên đây 300 ngàn nha. Hay là chú Lân Diệp ơi, hay là chú lấy cái chậu này. Chậu này được thì con đổi đây cho chú nghe chú Lân Diệp. Chậu này đang được hai thân nhưng mà được cái nhãn mầm tơi với gốc của chú nha. Đó rất là mắc u rất là nhiều luôn. Dạ có vòi, cốc nào cũng có vòi hết nha chị Mi Trà ơi, cốc nào cũng có vòi hết luôn. Vậy chị lấy hai chậu 180 nha. Ok chị Thảo Sigo nha. Đây chậu này cao nè, em chốt cho chị Thảo Sigo thêm chậu này nữa là hai chậu nha. Chậu này cao nè, chị thích cây cao đúng không? Em chốt cho chị nha. Dạ thỏ 50k không có hàng, thỏ 50k không có hàng. Gốc hồ điệp combo 3 gốc là 250, đi lẻ một gốc là 90 ngàn giúp em nha anh chị. Đi lẻ một gốc là 90 ngàn nha, đang làm vòi luôn. Nè, bản lá xếp đều nha chị. Vòi đâu? Vòi đâu? Có vòi đâu? Đây à, Thảo Sigo à? Ừ, Thảo Sigo. Nè, gốc này nha, combo 3 gốc 250, có màu hồng đốm, hồng biến. Dạ ok chú Lương Diệp. Nha, bản lá xếp đẹp cho mấy anh chị nha. Không hề bị đổi lá luôn. Trong đây là có màu hồng đốm, hồng biến. À, đỏ nhung cho mấy cô chú nha, không lựa màu được nha mấy chú, không lựa màu được nha. Ủa tổng là đúng rồi, 180. Ok chị Thảo Sigo, ok chị. Dạ ok chị Mi Trà, em chúc cho chị hai góc nha. Một góc cho chị nè. Đang vòi trong nách lá nha mấy chị. Đang vòi trong nách lá nha đó. Một góc cho chị Mi Trà nè. Một góc nha. Hai bằng lá sắt nha. Ừ, khác này.
cái này không? Bò đang nát rồi. Tào lao, cái này là rễ mà nó đi. Rễ. Ủa sao mà cái này chết té. Đây, em chốt cho chị My trà hay không nè. Gãy, gãy đỡ được không chị? Dạ không có gãy đâu. Xếp cẩn thận nha. Đang nhú vòi thế này nè. Đó em chốt cho chị My trà hai gấp nha, hai bạn lá khác nhau nha. Một bạn lá là bạn lá dài, một bạn lá ngắn bầu cho chị nha. Đó hai bạn lá khác nhau. Đây, muối lẻ là 90.000 một gốc nha anh chị ơi. Combo ba gốc thì 250. Chỉ có 85.000 một gốc thôi. Em không lựa màu được nha mấy anh chị, em không lựa màu được nha. Có vòi á chị Vi. Combo ba gốc là 250 giúp em nha mấy anh chị ơi. Dạ cảm ơn chị My Trà. Đây em lên một combo cho anh chị xem này nha. Bản lá không hề bị lỗi luôn. Đang có vòi hoa hết nhú cho mấy anh chị nha. Cốc thì rất là đẹp luôn. Chị đang tí xíu nha anh chị, em Nam có nhân viên á nên gì hơi lâu tí xíu. Thiếu quân sự nha. Thiếu nhân sự nha anh chị, thiếu nhân sự nha. Đây có gốc nó nhú vòi ra thế này cho anh chị luôn, nhú vòi dài luôn nha. Em nghĩ gốc này là gốc màu tím á. Tại bản lá màu tím nha anh chị. Nè rất là đẹp luôn nha. Combo ba gốc là 250 nhú vòi hết cho mấy anh chị nha. Ba gốc 250. Có vòi hết nha mấy anh chị. Nè có vòi trong nách lá nè. Đó làm vòi nha. Combo ba gốc 250 giúp em nha anh chị ơi. Nhú vòi cao hết luôn á mấy anh chị. Nè đó. Rất là đẹp nha. Combo ba gốc chỉ có 250 thôi. Hàng này là hàng đài nha mấy anh chị. Em cam kết với mấy anh chị 100% là hàng đài nha. Không pha lẫn hàng Hà Nội nha mấy anh chị ơi. Combo ba gốc là 250 giúp em nha. Ba gốc 250 mua lẻ là 90.000 một gốc. Nó bạn lá xếp đều rất là đẹp cho mấy anh chị luôn. Bộ rễ rất là khỏe nha anh chị ơi. Về mấy anh chị có sang chậu á, có sang chậu là bỏ bớt dớn ra và thêm vỏ thông vào bên trong nha anh chị, xung quanh nha. Đó, mấy anh chị xem bộ rễ này rất là khỏe luôn. Rất là khỏe nha, combo ba gốc là 250 giúp em nha anh chị ơi. Mấy anh chị xem nè, rễ xanh mướt nha. Giá thể là giá thể bằng dớn nha mấy anh chị ơi. Rất là khỏe luôn. Đó, về ra chậu á là phải bỏ bớt nha mấy anh chị ơi. Gửi liền giùm chị đi. Chị My Trà ở đâu ta? Chị My Trà ở đâu vậy? Chờ đợi em tí xíu nha, em xem thông tin của chị cái. À chị bốc ráp hay sao chị My Trà? Bốc ráp hay gì em bốc ráp liền luôn cho chị nè. Chị ở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức. Chị bốc ráp hay sao em bốc ráp liền cho chị luôn nha. Đây mấy anh chị xem bộ rễ nè, rất là khỏe luôn, rất là khỏe, xanh mướt cho mấy anh chị nha. Về ra chậu là bỏ bớt dớn nha mấy anh chị, thêm vỏ thang xung quanh nha, thêm vỏ thang xung quanh cho mấy anh chị nha. Bộ rễ mấy anh chị xem nè, xanh mướt ghê chưa. Đó combo ba gốc là 250, ba gốc là 250 nha. Chị My Trà có bốc ráp không? Bốc ráp liền cho chị nè. Đây mấy anh chị xem là nhú vòi nha mấy anh chị ơi, nhú vòi nha, lá xanh mướt ghê chưa. Đó, bạn lá là đẹp cho mấy anh chị luôn nha. Combo ba gốc 250, đi lẻ là 90 gốc cho em, 90.000 một gốc cho em nha mấy anh chị ơi. Nè đó, đang nhú vòi nha, đang nhú vòi. Ba gốc 250. Có chốt cho em nha. Lá xanh mướt rất là đẹp cho mấy anh chị luôn. Màu đỏ, trong đây chỉ có màu đỏ nhung, màu tím biến, tím cánh bướm. Mấy anh chị có chốt cho giúp em nha. Đó, còn được có vài combo thôi à. Gốc mình là gốc hàng đài nha mấy anh chị, gốc hàng đài nha. Ba gốc là 250 giúp em. Dạ em cũng không biết nữa, để em bốc rồi mới biết được phí ship với chị My Trà. Ở Thủ Đức là bao nhiêu phí ship anh Phước? Gần trăm mấy phí ship với chị My Trà. À, số 60 đường số 4, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Tầm 100.000 trở lên đó chị My Trà, vậy thôi chị gỡ việc theo boss đi, nó nhẹ phí ship hơn. Hai gấp đó tầm 35-45 ngàn phí ship à, nhưng mà đợi hơi lâu nha, đợi hơi lâu. Bốc ráp liền là chị khoảng trăm mấy phí ship trở lên đó, rất là nhiều luôn. Gỡ việc theo boss đi nó nhẹ hơn.
Vì theo bóp được căng ký. Căng ký hai góc của chị tầm 35 đến 45 nghìn cái ship à. Còn chị bóc ráp là nó sẽ lên 100 mấy cái ship đó. Có gì chị nói lại giúp em nha, có bóc ráp hay không thì bóc cho chị nha. Đây combo 3 góc 250 giúp em nha anh chị ơi, đang vòi hoa hết nha anh chị. Đang nhú vòi nha. Chị có 90 ngàn một góc, 85 ngàn một góc thôi. Đi lẻ thì là 90 ngàn giúp em nha anh chị ơi. Đi lẻ 90 ngàn nha. Anh chị xem nè, bạn lá xanh mướt cho mấy anh chị nha. Thân rất là đẹp luôn. Đó. Combo 3 góc 250 có chốt nhớ giúp em nha. Cây đó là cây hoa đỏ thiên giang đúng không ta? Chị Vy. Cây trên bàn. Có chốt góc thì chốt giúp em nha mấy anh chị. Có chốt góc thì chốt giúp em nha. Chị Mi Trà, chị có bóc ráp không chị Mi Trà? Không thì em gửi Vietso Boss cho chị nha. Em còn được chậu thọ đỏ kiên giang nè mấy anh chị. Còn được một chậu thọ đỏ kiên giang nha. Kiếm bút khác nha. 250. Kiếm bút khác lại bút bút ghi sổ. Đây, còn được một chậu thọ đỏ kiên giang nha. Phí cao quá hả? Chị gửi Vietso Boss đi. Vietso Boss tầm 35 đến 45 ngàn cái ship mà chị. Tại góc của chị thì rất là nhẹ luôn nha. Gửi Vietso Boss cho chị nha. Nhưng mà tầm mất khoảng 1 ngày á. Khoảng 1 ngày nha chị Mi Trà. Khoảng 1 ngày nha. Đây em lên thợ đỏ kiên giang cho mấy chị nha. Giống này rất là xưa rồi. Thời cổ đại luôn. Phước này. Phương bụng nào? Đây nha. Ok chị Mi Trà, em gửi Vietso Boss cho chị nha. Đây, thỏ xưa này rất là giống, rất là lâu cho mấy anh chị luôn rồi. Đó, thỏ xưa, ố, thỏ đỏ kiên giang. Thỏ đỏ kiên giang nha, chậu này là 250. Chỉ có được một chậu nhất thôi, đang được 3 vòng hoa. Nó bung bông như thế này cho mấy anh chị rồi. Là chơi tầm 1 tháng hơn nữa nha. Chứ không phải là về là tàn đâu nha mấy anh chị. Chơi 1 tháng hơn nữa đó, mấy anh chị xem nè. Cánh là cánh sọc tím trắng cho mấy anh chị nè, rất là đẹp luôn nha. Tay họ cánh đứng cho mấy anh chị luôn. Có một chậu duy nhất thôi, thợ đỏ kiên giang nha mấy chị, thợ đỏ kiên giang nha. 250 ngàn. 250 ngàn chậu này nha mấy chị ơi. Chậu này về tới tầm khoảng 1 tháng hơn nữa đó mấy anh chị. Nó rất là lâu tàn luôn. Lá xanh mướt cho mấy anh chị nha. Giống này rất là xưa rồi mấy anh chị ơi. 250 ngàn nha. 250 ngàn thợ đỏ kiên giang nha mấy chị. Lá xanh mướt nè, có được một chậu nhất thôi. Mấy anh chị xem nè, thỏ rất là đẹp nha. Thỏ rất là đẹp luôn. Màu cánh là sọc sọc cho mấy anh chị luôn. Dạ đúng rồi, nếu mà chiều nay em gửi. Ok, chị nay em gửi hàng cho chị luôn nha chị Mi Trà. Chị nay em gửi hàng cho chị luôn, khoảng ngày mai. Ngày mai chị nhận được á. Chị nay em gửi hàng cho chị luôn nha chị Mi Trà. Ở Hồ Chí Minh thì em ship tầm 1 ngày thôi. Còn ở các vùng miền khác thì em sẽ ship tầm 2 đến 3 ngày. Chờ thứ bảy chủ nhật là họ không có đi giao, sẽ giam hàng lại cho mấy anh chị, với lại ngày lễ là không có giao nữa anh chị. Đó, nên giam hàng lại hơi lâu tí xíu thôi. Tầm khoảng 3-4 ngày cho mấy anh chị à. Còn ở Hồ Chí Minh là ship tầm 1 ngày nha. Ok chị Mi Trà. Đây thỏ đỏ kiên giang nha mấy anh chị ơi, thỏ đỏ kiên giang nha. 250 ngàn. Có chú hồi giúp em nha mấy anh chị xem nè. Cánh đứng, cái này chơi tầm 1 tháng hơn nữa nha mấy anh chị, chứ không phải là về tàn nha. Rất là đẹp luôn. Dòng này là thuộc rất là xưa rồi mấy anh chị ơi, rất là xưa nha. Mấy anh chị xem bộ rễ nè, bám giá hệ rất là chắc luôn, nhảy mầm tơ rất là nhiều cho mấy anh chị luôn. Lá thì lá dài xanh đậm cho mấy anh chị nha, xanh đậm nha, xanh riêu đó mấy anh chị. Đó, 250 nha, 250 thọ đỏ kiên giang. Cánh rất là đẹp cho mấy anh chị luôn, lên màu sắc cực kỳ độc đáo nha mấy anh chị. Cánh đứng nha, nhìn mặt bông rất là đẹp luôn, nhìn rất là đẹp nha. 250 có được một chậu nhất thôi nha. Có chậu con. Dạ em chỉ còn được một chậu này duy nhất thôi chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Em còn được có chậu này nhất thôi nha. Đây có được một chậu duy nhất thôi luôn, không có chậu thứ hai luôn. Hết rồi, hàng này đang cháy nha mấy chị ơi, hàng này đang cháy hàng nha. Hết rồi, còn được một chậu nhất, 250 ngàn. Không chốt là tiếc lắm nha. Không chốt là tiếc lắm đó. Đây còn có được một chậu nhất thôi, 250 ngàn nha mấy chị xem nè. Nó cho hoa liên tục khai nách lá nha mấy chị ơi, cho hoa liên tục khai nách lá nha. Lá xanh ngước cho mấy chị thân như thế này thôi. Có được một chậu nhất. Ba nở ba cành cho mấy anh chị rồi nha. Nhưng mà chơi rất là lâu tàn luôn. Đó, rất là đẹp cho mấy anh chị nha mấy anh chị. Nè, mặt bông thực tế cho mấy anh chị xem nè. Đưa gần nha. Đó, là màu là màu tím sọc cho mấy anh chị nha. Tím này gọi là tím Huế đó mấy anh chị, tím Huế đó nha.
có tím lai hồ điệp không em? Tím lai hồ điệp thì em không có, chị Phương Mai ơi, em không có nha. Mấy anh chị có chốt ở đó Kiên Giang chốt giúp em nha anh chị, 250, có một chậu nhất luôn, không có chậu thứ hai. Mấy anh chị xem là cánh đứng cho mấy anh chị nha, cánh rất là dày luôn. Chốt cho chị Thấm Thía nè, chốt cho cô Thấm Thía, cô Mỹ Hạnh nha, chúc cho cô Mỹ Hạnh chậu này 250, cảm ơn cô Mỹ Hạnh rất là nhiều luôn. Thỏ đỏ Kiên Giang nha chị ơi, hết hàng luôn rồi, em vét hết hàng rồi mấy chị. Tím hói không có, tím hói không có. Em có được một cây chuồn chuồn nè mấy chị, chuồn chuồn chậu lớn nha. Chuồn chuồn này là chuồn chuồn sổ chớp đó mấy chị, sổ chớp nha, có khả năng là sổ chớp cho mấy chị nha, chứ không phải là sổ chớp hoàn toàn mấy chị. Chị đang mấy anh chị để đi xem lấy cây cho mấy anh chị nha. Đây mấy anh chị, em còn được chậu thỏ đỏ này, chuồn chuồn nha mấy anh chị ơi, chuồn chuồn nha. Chậu này là 350, 350 nha mấy anh chị, chậu này 350 nha, rất là đẹp luôn. Chuồn chuồn là sổ chớp nha, có khả năng là sổ chớp cho mấy anh chị nha, chứ không phải là sổ chớp hoàn toàn nha mấy anh chị ơi. Mấy anh chị nên mua những mấy cây nụ á, về nó sẽ sổ chớp cho mấy anh chị, rất là đẹp luôn. Mấy chị xem mặt bông chuồn chuồn nè, không sổ chớp đã đẹp rồi, còn sổ chớp nữa thì rất là đẹp luôn nha. 350 chậu này rất là lùm luôn, có một chậu duy nhất, không có chậu thứ hai luôn nha mấy chị, không còn chậu nữa nha, hết hàng rồi. Đây chuồn chuồn nha mấy chị ơi, chuồn chuồn sổ chớp nha, cho mấy chị xem mặt bông của sổ chớp nè, chưa sổ chớp mà đã đẹp như thế này rồi, sổ chớp thì còn đẹp hơn nữa nha, rất là đẹp luôn. Em có chậu duy nhất 350, có chốt giúp em mấy chị, em cho mấy chị xem mặt bông của sổ chớp nè, một bông của chuồn chuồn sổ chớp nha, 350.000 chậu này nha mấy anh chị, 350.000. Có được một chậu nhất thôi, em chờ hết tất cả mấy cô chú đang xem like nha. Đây mặt bông sổ chớp rất là đẹp luôn, nếu mà sổ chớp là tính tiền triệu luôn đó mấy anh chị ơi, không có tiền trăm đâu. Đây mặt bông khi sổ chớp nha, sổ chớp thì nó sẹt sẹt trắng ở ngay cái cánh nha mấy anh chị, ở ngay cái cánh nha, rất là đẹp luôn, nhìn như một cái đuôi cá vậy đó mấy anh chị, nhìn như một cái đuôi cá vậy đó, rất là đẹp luôn. 350 chỉ có một chậu duy nhất thôi nha, cây này là cây sổ chớp nha mấy anh chị, sổ chớp nha, có khả năng sổ chớp chứ không có sổ chớp thiệt nha mấy anh chị. Cây này là đang mặt bông thực tế là màu tím, có khả năng sổ chớp thôi nè, mặt bông sổ chớp của chuồn chuồn nha mấy anh chị, như một cái đuôi cá luôn mấy anh chị xem nè, sẹt sẹt rất là đẹp luôn. Dạ con không có ngọc trai đen cô Trương Ngọc Liên ơi, không có ngọc trai đen. Chuồn chuồn sổ chớp nha, rất là đẹp luôn. Mấy chị xem nè, cái cánh này như một cái đuôi cá luôn nha mấy chị. Được một cây nhất thôi, 350.000. Có chỗ cho giúp em nha, cánh rất là đẹp luôn, nhìn rất là độc đáo cho mấy chị luôn nha. Đó, lên tông rất là đẹp luôn. Cây thực tế là bông màu tím nha. Đâu rồi? 350. Ừ, đâu rồi? Ủa chụp chai hả? Chụp chai vậy? Nè, cây này đang làm 5 vòi hoa chậu này nha mấy anh chị, 5 vòi hoa nha, 350.000, siêu lùm luôn. Chậu nhựa gã gỗ sẵn cho mấy anh chị thôi, về việc chơi thôi nha. Ba đỏ ba vàng, ba đỏ ba vàng hết hàng rồi chú Trung Lê ơi, hết hàng ba đỏ ba vàng này nha. Xem chậu sơn thủy tiên. Dạ đợi con tí xíu nha chú Hùng DC ơi, đợi con tí xíu. Đây chậu này 350.000, có một chậu duy nhất nha mấy chị ơi, không có chậu thứ hai luôn á, rất là đẹp nha, không sổ chớp mà cũng rất là đẹp luôn rồi, sổ chớp thì còn đẹp hơn nữa nha anh chị ơi nha, 350.000. Dạ còn hibiki luôn nha cô Loan Võ Hồng ơi, còn nha, để có tí xíu con lên cho xem cây nè. Chậu này đã được 5 vòi hoa nha anh chị ơi. Đây những cái nụ như thế này là sẽ có khả năng sổ chớp nha anh chị, những cái nụ như thế này là có khả năng sổ chớp nha, sổ chớp thì rất là đẹp luôn nè, những cái nụ như thế này là sẽ có khả năng sổ chớp đó. 350.000 chuồn chuồn giúp em nha, 350.000 cây rất là lùm cho mấy chị luôn, không chốt lại tiếc lắm nha, chỉ có một cây giúp thôi, giống như là cây đồng tiền hồng vậy đó, tụi em bán không được hàng á, nhưng mà để tới bây giờ á, nó sổ ra một con chớp cực kỳ đẹp luôn mấy chị, cây nó bán ế đó bây giờ sổ rất là đẹp luôn nè nha. Chậu này là 350 nha mấy chị ơi, 350 nha, chuồn chuồn rất là đẹp luôn, chuồn chuồn sổ chớp cho mấy chị nha, cây rất là lùm tùm cho mấy chị luôn, lá xanh mướt, chậu phi 35 nha. Phi 35 là chậu lớn đó mấy anh chị, chậu nhựa giả gỗ sẵn cho mấy anh chị rồi, về việc treo chơi thôi nha. 350.000 có chốt cho giúp em. Đang được 5 vòi hoa nha, 5 vòi hoa.
Những cái nụ thế này là có khả năng cho chớp đó. Đây con lên cây Hibiki cho cô Long Võ Hồng xem nha. Đây lên cây Hibiki thì chỉ có 160 ngàn một cây thôi. Nè cô Long Võ Hồng ơi, nè rất là lùm luôn. Cái này là xuống lá cho bông nha mấy anh chị. Nó cho bông rất là lạ với các dòng lan khác là cho từ dưới gốc lên. Cho từ dưới gốc hoặc là cho giữa thân nha. Tên gọi cũng rất là đẹp luôn, Hibiki, rất là độc đáo cho mấy anh chị luôn. 160 ngàn một cây. Cái này là xuống lá cho bông. Khi hết lá thì nó sẽ cho bông như thế này xuống từ gốc nha mấy anh chị ơi. Cho bông từ dưới gốc nha. Rất là đẹp luôn. Trồng càng lâu, chơi càng lâu thì nó sẽ cho hoa càng nhiều. Và cây cực kỳ lùm luôn nha. Nhãn hồng son rất là nhiều cho mấy anh chị luôn. Cây này là cho hoa quanh năm nha. Màu đỏ hồng, màu đỏ hồng nhị vàng. Rất là đẹp luôn. Cho bông khít chùm lại với nhau. Hoa không thơm nhưng mà rất lâu tàn nha mấy anh chị. Nó rất là đẹp luôn, lá xanh mướt nha. Chậu này là 160 ngàn một cây. Quá rẻ luôn. Khi ra khi về ra chậu ghép ghép lại với nhau á thì nên dùng thuốc nấm nha để sát khuẩn ngay chỗ đầu rễ cho cây để cây không bị nhiễm trùng nha mấy anh chị ơi. Đây 160 ngàn một cây, 160 nha. Nè có cây nó cho hoa ở dưới gốc lên thân nha, rất là đẹp luôn. Cái thân của nó thì nó rất là lạ với mấy cái thân khác nha. Thân của nó là thân tím sọc, rất là lạ luôn. Chỉ có được vài cây thôi nha anh chị, 160 ngàn một cây. Có chú cho chú em bản sơn thủy tiên nè, cho chú gì xem, chú còn đó không ta? Chú Hùng DC ơi, chú còn đó không? Sơn thủy tiên nha, 350 ngàn. Dạ ok cô Loan Võ Hồng nha. Đây, con chốt cho cô Loan Võ Hồng chậu này nha, siêu lùm luôn á. Nguyên một bụi thế này luôn mà trồng lâu này nó còn nhảy ra bụi lùm khủng khiếp luôn á. Đây, chốt cho cô Loan Võ Hồng chậu này nha, 160 ngàn một cây. Nè, lùm nha, cho bông từ dưới gốc lên nha mấy chị ơi. Hoặc là ở giữa thân. Đó, chốt cho con cô Loan Võ Hồng chậu này nha, 160 ngàn. Cảm ơn cô Loan Võ Hồng rất là nhiều luôn. Chậu sơn thủy tiên này là 350 một quảng nha mấy chị ơi, 350 một quảng nha. Giống thủy tiên này rất là đắt luôn, không có giá rẻ cho mấy chị đâu. Đây 350 nha, 350 sơn thủy tiên. Đang được 3 vòi hoa có nụ có nở cho mấy chị nha, chơi hoa rất lâu tàn. Dòng này là hoa thơm ngọt ngào nha mấy chị ơi, hoa thơm ngọt ngào nha. 350 ngàn một chậu, 350 ngàn một quảng nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn, lá như lá kiều vậy đó. Nhưng mà là sơn thủy tiên nha. Đang được 3 vòi hoa, 2 ngồng hoa nụ cho mấy chị, nụ to sắp bung bông. Một màu bông nở nha. Có bạn khác luôn nha mấy chị, có gì em lên cho mấy chị xem. Lên từ từ nha. 350 bạn này có chú không chú giúp em. Lá hay lá xanh mướt cho mấy chị, đúng rồi. Lá xanh mướt cho mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. 350 ngàn bạn này có chú không chú giúp em nha. Hoa thơm ngọt ngào đó. Thơm cả ngày lẫn đêm cho mấy chị nha. Thơm cả ngày lẫn đêm luôn. Bông thì rất là đẹp luôn, lên tông màu sáng rực nha. Màu vàng rực cho mấy anh chị luôn. 350 ngàn có chú không chú giúp em nha. Em chỉ có được vài bản thôi. Vài bản thôi nha. Có bạn nụ, có bạn nở cho mấy anh chị luôn. Thích bản nào thì có bản nấy nha. Đây 350 ngàn có chú không chú giúp em. Lại đang lên cái gì vậy ta? Ôi chậu này chốt rồi nè chị Vi. Chậu này thấm thía nè. Con chào hết tất cả mấy cô chú đang xem live nha. Cho em một bản sơn thủy tiên đẹp đẹp coi anh Phúc. Phúc ơi, Phúc. Cho em bản sơn thủy tiên đẹp coi. Chào hết tất cả các chú đang xem live nha, chào chú Sang Phan nè. Bản này 320 không chú ơi. Bản này 320 nha, bản này là bản lớn nha, 320. Thêm 20 ngàn nữa không chú ơi, thêm 20 ngàn nha. 320 ngàn nha. Đây rất là đẹp luôn, lên màu vàng rực cho mấy chú luôn nha. Màu vàng rực, sáng hơn màu vàng mai luôn nha mấy chú, rất là đẹp nha. Đó, 320 chậu này. 320 bản này nha, đem được 3 vòi hoa luôn đó. 3 vòi hoa luôn nha, 320. Cây bản ship rất là đẹp cho mấy chú luôn. Về gì keo chơi thôi mấy chú. Hoa thơm cả ngày lẫn đêm nha. Hoa thơm cả ngày lẫn liên. Lên màu vàng rực cho mấy chú, rất là đẹp luôn. Bản này bản thường cho mấy chú rồi, ghép cổ sẵn luôn rồi nha. Rất là đẹp. 320 ngàn bản này nha mấy chú, 320 nha. Ủa, chết rồi, báo giá nhầm rồi. Bản này 370 mấy chú ơi, báo giá nhầm nha. 370 giúp con mấy chú ơi. 370 nha, báo giá nhầm rồi. 370. Đây rất là đẹp luôn nha, sơn thủy tiên. Mình còn da da không ta? Hay gì đi.
Dạ vườn là vườn ở Tiền Giang, shop là shop Sài Gòn nha. Vườn là vườn ở Tiền Giang, shop là shop Sài Gòn. Shop là shop 226/3/21, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh nha. Còn vườn là vườn ở dưới Tiền Giang lận. Bản này là 370 nha chú ơi, bản này 370 nha. 370.000 giúp con nha mấy chú ơi, 370. Chào hết tất cả các chú đang xem live nha. Sơ Thị Tiên rất là đẹp, hoa thơm. Chắc vậy á. Chắc vậy á. Chào hết tất cả các chú đang xem live nha. Đây có chú Sơn Thị Tiên nữa thì chớ giúp con nha chú ơi. Chào bản này tới 370 là 370 nha. Có bản 350 luôn. Bản 350 nha mấy chú, bản 350 nha, rất là đẹp luôn. Lên tông màu vàng rực cho mấy chú nha. 350. Bản này là 370. Sơn Thị Tiên nha. Hôm nay có kinh ba nữa nè mấy chú, có kinh ba nữa nha. Có kinh ba, có nắng quên nợ, có Uruguay. Có hở xưa cho mấy cô chú nha. Đây lên một chậu nắng 4N cho mấy chú xem nè. Nắng 4N đợt này về hoa thơm. Hoa thơm bông kích cỡ rất là to. Có chốt Sơn Thị Tiên thì chốt giúp con nha. Giống này giá là đắt cho mấy chú luôn, không có giá mềm đâu, không có giá rẻ cho mấy chú nha. Dạ đúng rồi, gọi tắt là Hoàng Hà, Hoàng Lập. Hoàng Lập cũng là nó mà Sơn Thị Tiên cũng là nó. Nhưng mà nhà vườn báo bên em á là cây này gọi là Sơn Thị Tiên, Hoàng Lập cũng là nó luôn. Nó có hai tên gọi. Hoàng Lập nó sẽ có màu vàng, mà cái hồng nó sẽ là màu màu đỏ đỏ với mấy cô chú á. Màu đỏ đỏ nha. Còn này là Sơn Thị Tiên, nó sẽ là màu vàng rực cho mấy cô chú, màu vàng rực. Đây em lên chậu nắng quá nè cho mấy chị xem. Nắng 4N nha chú ơi. Có đai châu. Dạ không có đai châu. Shop không có đai châu nha. Nắng 4N nha chú ơi. Chậu này 200 ngàn nha. 200 ngàn giúp em nha anh chị ơi. Chậu này 200 ngàn. Nắng 4N hoa. Nắng lên hoa thơm nha. Bông rất là to cho mấy anh chị luôn. Dòng này thuộc dòng đen ru nắng nha. Cho hoa quanh năm. Chịu hoa rất là lâu tàn luôn nha. Nắng 4N chậu này 200 ngàn giúp em nha anh chị ơi. 200 ngàn nha. Rất là lùm luôn. Dòng này là cho hoa liên tục cho mấy anh chị luôn nè. Có nở có đồ cho mấy chị chơi nha. Đang được 3 vòi hoa nha mấy anh chị ơi. Bông kích cỡ rất là to luôn. Hoa không thơm nhưng mà được cái rất lâu tàn nha. 200 ngàn chỗ này giúp em mấy chị ơi. Bông rất là to luôn. Màu phớt phớt hồng cho mấy chị luôn. Lưỡi ra đẹp nha. 200 ngàn. Nghe nè cô. Em bữa đó chỉ sao á. Ai biết đâu bữa đó chỉ sai á. Dạ dạ. Mấy cô chú ơi, báo nhầm giá nha. Dạo này 2.2 giúp con nha chú ơi. 2.2 nha. 2.2. Đang được 3 vòi hoa. Ra chậu nhựa giả gỗ sẵn rồi nha mấy chú. Rất là đẹp luôn. Cây lùm nha, 3.2. Có được vài chậu thôi. 3.2 nha. Bông rất là to luôn. 2.2. 220 ngàn nha mấy chú ơi. 2.2 nha. Bông rất là đẹp luôn. Màu phớt hồng cho mấy chú luôn nè. Lưỡi rất là đẹp nha. Bông rất là to luôn. Dòng này hoa không thơm nhưng mà rất lâu tàn. Nhưng mà cái giống này nắng lên là thơm nhẹ đó mấy chú. Nắng lên là thơm nhẹ nha. 220 ngàn giúp con nha mấy chú ơi. 220 ngàn nha. Rất là đẹp luôn. Ban được 3 vòi hoa cho mấy chú luôn nè. Nhảy con liên tục nha. Cho hoa quanh năm nha mấy chú ơi. Chậu này là 220 ngàn giúp con nha. 220 nha. Đẹp ghê chưa. Đẹp giả man luôn. 220 ngàn thôi. Bông rất là to nha mấy chú. Dòng này thuộc dòng đen ru nắng nha. Thuộc dòng đen ru nắng. Cây rất là khỏe cho mấy chú luôn á. Có chơi cho giúp con nha chú ơi. Có chơi giúp con nha. Đây con lên nắng Uruguay cho nè.
Dạ không có đi học, không có đi học nha. Nghỉ rồi. Nghỉ học rồi chú Thiên Chí ơi. Chỗ này 170 nha chú ơi, 170 nha. Đây 170 phi 18 nha chú, phi 18 nha, 170. Uruguay. Uruguay nha. Rất là đẹp luôn, cánh cánh xoắn cho mấy chú nè. Rất là đẹp nha. Phớt hồng, lưỡi là lưỡi tím sọc cho mấy chú nha. Uruguay chỗ này 170 nha mấy chú. 170.000 nha. Cây cũng khá là lùm luôn. Bộ rễ bám giá hệ rất là chắc nha chú, mấy chú xem nè. Rễ nó tuột ra bên ngoài luôn. Cây rất là khỏe nha. Chậu này 170.000 giúp em nha mấy chị ơi. Thuộc dòng Dendro nắng luôn nha mấy chị, thuộc dòng Dendro nắng luôn nha. Nắng Uruguay. Nắng Uruguay này có một đợt em bán cây sổ chớp với mấy chị. Cây sổ chớp 2 triệu mấy á. Nó rất là đẹp luôn á. Nha, nắng Uruguay nha. Chậu này là 170 giúp em mấy chị ơi, 170 nha. Rất là đẹp luôn, cây rất là khỏe luôn nha. Cây siêu lùm luôn. Một trăm bảy mấy chị ơi, 170 nha. 170 giúp em mấy chị ơi, 170 nha. Đẹp lắm luôn á. Dài và bông cực kỳ luôn nha mấy chị. 170 nha. Chậu này lúc trước em bán mấy chị 180 đó. Em để mấy chị 170 luôn. 170 luôn nha. Rất là đẹp luôn mấy chị xem nè. Nắng Uruguay nha. Nó cho bông khích khích với nhau nè. Rất là đẹp nha mấy chị. 170.000 có chốt cho giúp em nha. Có chơi cho giúp em nha, 170 đó, rất là đẹp luôn, cây rất là lùm cho mấy anh chị luôn nha. 170.000 một cây thôi. Giá rẻ, cực kỳ mềm cho mấy anh chị luôn. 170.000 nha. Mấy anh chị xem nè, cánh là cánh phớt hồng cho mấy anh chị nha. Chào hết tất cả mấy cô chú đi xem live nha. Chào hết tất cả mấy chú đi xem live. Có chốt cho giúp con nha chú ơi. Uruguay nha, có chốt cho giúp con nha. Có Doraemon kìa mấy cô chú. Có Doraemon kìa. Doraemon kìa vậy. Doraemon combo 3 cây 200 nha chú ơi. Combo 3 cây 200 nha. Đang vòng hoa hết rồi. Doraemon nha. Ba cây 200 đang vòng hoa nha mấy chú. Cho chú xin một bông Doraemon nè. Cho mấy chú xin một bông của Doraemon nha. Chụp dưới ánh nắng nha chú. Rất là đẹp luôn. Thuộc dòng đen lai cát đó. Combo 3 cây 200.000 nha. Mua lẻ là 70.000 một cây chú ơi. Lẻ 70.000 nha. Bông rất là to luôn. Thuộc dòng đen lai cát đó. Đẹp lắm luôn á. Doraemon nha. Bông rất là đẹp luôn. Cánh bông là màu xanh, xanh và trắng nha mấy chị ơi, xanh và trắng nha. Rất là đẹp luôn, combo 3 cây 200. Có chỗ hồi chỗ giúp em nha. Chào hết tất cả mấy cô chú đây xem live ạ. Mua lẻ là 70.000 một cây, gặp đơn nha mấy chú ơi. Mặt bông của Doraemon nha. Cây đang vòi hoa hết rồi. Cây đang vòi hoa nha. Đây. Đi combo nha mấy chú, đi combo nha. Combo 3 cây 200.000, đi lẻ 70.000 một cây giúp con nha chú. Đang vòi hoa nụ to cho mấy chú rồi nè. Đây em cây nha chị Vy. Để á. Trời ơi. Thì giờ sáng. Cái này thì
cây 200.000 nha chú ơi, 3 cây 200.000 nha. Có một bông thực kế cho chú xem luôn nè. Có được một combo thôi, còn như là hàng lá nha chú. Được một combo hàng vòi thôi. Hoặc bông thực tế nè mấy chú. Rất là đẹp luôn nha, bông này thuộc dòng đến lay cát đó. Combo 3 cây 200 nha. Mua lẻ 30.000 một cây giúp con nha chú. Bông rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nha. Được một combo hàng vòi thôi, còn bao nhiêu là hàng lá nha chú. Xem mặt bông của Doraemon nè chú, rất là đẹp nha. Đây màu xanh trắng rất là đẹp luôn. Màu xanh ở cánh đó. Combo 3 cây 200 nha. Có chứa thôi chú giúp con nha chú. Mua lẻ 30.000. Combo này được 5 vòi hoa nè. Ủa? Combo này được 4 vòi hoa nha. Rất là đẹp luôn. Đang nụ lớn nha chú rồi được combo thôi. Combo 3 cây 200 Doraemon nha chú, thuộc dòng đen lay cát đó. Đen lay cát con to nha. Lá thì rất là xanh mướt cho mấy chú luôn. Doraemon thì giống nó không có được lùm cho mấy nha mấy chú. Không được lùm nha, chỉ một hai thân thôi. Mấy chú đi combo đi về ghép chậu nha. Ghép chậu nha. Combo 3 cây 200. Có chú ơi, cho giúp em mấy anh chị ơi. Đây combo 3 cây 200 nha. Mua lẻ với 10.000 giúp em gặp đơn. Doraemon nha, thuộc dòng đen lay cát bông to đó. Nhiêu tiền? Nha lên xe xe rét cho mấy cô chú nè. Xe xe rét nhiêu tiền chị Vy? Hả? Chắc không? Ok. Sơn Thị Tiên. Dạ, Sơn Thị Tiên là 350, 308, 400 có nha cô Lon không? Cô Lon đổ ơi. Đâu rồi? Đây hả? Đây, Cesaret nha. Cesaret nha cô chú. Dạ em không có bán kiều, em không có bán kiều nha chứ. Nha cô Lon đổ ơi, không có bán kiều. Có bán Sơn Thị Tiên thôi. Sơn Thị Tiên như bản này. Bản này là 370 nha. Bản nó to. 370 nha chú, 370 bản này nha. 370. Dạ có rất là nhiều bản luôn á cô Lon Vỏ Hồng. Bản này là 370 nè. Bản Sơn Thị Tiên này 370 nha, đang được 3 vòi hoa. 3 vòi hoa nha. 2 vòi nụ, 1 vòi nở. Hoa rất là thơm, thơm ngọt ngào đó nha chú. 370 bản này. 370 Sơn Thị Tiên nha. Ghép gỗ sẵn rồi mấy cô chú ơi, gì chơi chơi thôi nè. Nha, rất là đẹp luôn, lên tông màu vàng rực nha chú, 370. 370 nha. 370 nha mấy chú ơi, rất là đẹp luôn á, thơm lắm luôn á. Lên tông màu vàng rất là vàng rực luôn nha mấy chú, vàng rực luôn nha. 370 bản này. Có chú hồi chú giúp con nha mấy chú, 370 nha. Anh được 3 vòi hoa mà 2 vòi nụ, 1 vòi nở nha chú. 370, cứ chú giúp con nha. Đây 370, rất là đẹp luôn. Có bản nụ cho mấy chú luôn nha, có bản nụ nha. Có nụ, có nở. Cứ chú giúp con nha mấy chú. 370. Dạ Sơn Thị Tiên không có bản nhỏ hơn đâu. Chỉ có bản như thế này thôi đó cô Lon Đổ ơi. Chỉ có bản như thế này thôi. Chị Vy cho em cái bản nụ đi chị Vy. Có anten môn. Cái này anten môn hết ta. Hay là thợ đỏ kinh gian. Em không biết không bán đâu. Anten môn hết hàng rồi nha cô chú ơi. Anten môn hết hàng rồi nha. Bản này 380 nha chú ơi. Bản này 380 nha. Bản này nó nhỏ hơn tí xíu nhưng mà được cái đổi là rất là nhiều vòi hoa luôn nha chú. Bản này là 370 nha, 370. Vy ơi, Vy, Vy ơi. Bản này nhiêu vậy? Bản này nhiêu?
nhìn cây là biết không? Bản này 390 cô chú ơi. 390 nha. 2 4 5 vòi hoa. 390 nha chú ơi, 5 vòi hoa 390. Cô chú ơi giúp con nha. 5 vòi hoa nè, rất là đẹp luôn. 390. 5 vòi hoa nha. Đó, rất là nhiều vòi hoa luôn. Cô Lâu có hồng ơi, cô lấy bản này đi. Bản này đẹp nè. 5 vòi hoa nha. Dạ cây hồi nãy là cây Dolimon đó chú Huỳnh Thanh Tâm. Dolimon dòng đen Dolica. Chốt cho cô Loan của Hồng bản này nha, 390.000. Cảm ơn cô Loan của Hồng rất là nhiều luôn. Hôm qua bản nhiêu? Hôm qua bán từng bản, lên bản nào là số bản ấy. Chứ không biết tình giá bản là cứ tiền. Cho em bản nụ đi chị Vi. Kìa, bản bên đây nè. Con có chốt cho con là cô Loan của Hồng rồi nha. Con có chốt cho cô Loan của Hồng rồi. Đây, cô lấy một bản cho chú nha. Chào hết tất cả các cô chú đang xem live nha. Bản này 400 mấy cô chú ơi. Bản này 400 nha. Bản này 400 nha cô chú. Để con đếm cho con mấy vòi nha. Bản này là 7 vòi hoa mấy chú, 7 vòi hoa nha. 7 vòi hoa 400.000 mấy chú ơi. 7 vòi hoa 400.000 nha, rất là đẹp luôn. 7 vòi. Mấy chú xem này, rất là nhiều nụ chú mấy chú luôn nha. 400.000 mấy chú ơi, 400.000 bản sơ thủy tiên này có chú ơi giúp con nha. 7 vòi hoa. Đẹp ghê chưa? Đó. Thế bán rồi mà. Còn đây để cho xem là mặt hoa của cho chú xem Huỳnh Thanh Tâm xem mặt hoa của Doraemon. Chú Huỳnh Thanh Tâm ơi, còn hàng lá thì chú Huỳnh Thanh Tâm ơi, cái nãy bán cho khách luôn rồi, còn hàng lá nha. Đây mặt bông của Doraemon này chú Huỳnh Thanh Tâm. Mặt bông của Doraemon nha. Đó. Màu trắng sẹt cánh xanh cho mấy cô chú nha. Đây mặt bông của Doraemon. Rất là đẹp luôn. Bản sơ thủy tiên này là 400.000 nha chú ơi. Sơ thủy tiên này 400.000 nha. Để con đi cho mấy chú xem mặt bông nè. Mặt bông thực tế của sơn thủy tiên nha chú. Rất là đẹp luôn á, lên màu vàng rực nha. Sơ thủy tiên nha. Chậu này đang được 7 vòi hoa, 400.000 giúp con nha chú ơi, 400.000 nha. Được có một chậu 400.000 nhất thôi. Chậu này đang được 7 vòi hoa nè, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nha. Đó, 400.000, 7 vòi hoa nha mấy chú. Ủa, lấy cái bò vàng đó đâu. Ừ, anh nói. Chậu này là 400.000 nha chú ơi, đang 7 vòi hoa đó, có cho chú giúp con nha. Đẹp ghê chưa? Đẹp khủng khiếp luôn. Màu là màu vàng rực nha chú ơi, màu vàng rực nha. Ủa nãy mới hỏi em luôn á. Ok. À, đang tìm hoa, hàng hoa hả? Lên có budget. Có budget mấy cô chú, có budget nha. Cho mấy chú xem budget nha. Để giùm em cây budget đi. Có budget nha mấy chú, budget nha. Để cho mấy chú xem cây nè. Thank you.
chỗ kia. Đây lên bít rét. Đây cho mấy chú xin một bông nè. 180.000 một cây bít rét nha mấy chú ơi. Đây mấy cô chú xin mặt bông của bít rét nha. Đẹp lắm luôn á. Nó tựa như mặt bông của Hiroji, nhưng mà kích cỡ bông nó lớn hơn. Kích cỡ bông của bít rét nó lớn hơn nha mấy cô chú. Để cho mấy chú xem mặt bông của bít rét nè. Đẹp lắm luôn á. 180.000 nha mấy chú ơi. Đang vòi hoa nha. Cây này được 3 vòi nha mấy chú. Đang được 3 vòi luôn nha. 180 thôi à. Mặt bông của bít rét nè mấy cô chú. Mặt bông của bít rét nha, lên màu tím rất là đẹp luôn á, tím nhung mấy cô chú. Mặt bông của bít rét nha, 180.000 một cây. Mấy cô chú xem nè, cái lưỡi rất là đậm luôn, lưỡi tím đậm đẹp nét nha, cái cánh thì rất là đẹp luôn nha mấy cô chú. Rất là đẹp nha, 180.000. Được 3 vòi hoa nha mấy chị ơi, cây đương được 3 vòi hoa nha. Cho bông rất là khủng khiếp luôn, cho bông liên tục đó mấy anh chị. Cho bông liên tục hết nách lá nha, lá xanh đậm nha. Lá là viền tím luôn, lá viền tím luôn nha mấy anh chị ơi. Thân là thân tím sọc luôn nha. Thân tím sọc luôn. 180.000. Bít rét nha. Có chú ơi, chú giúp em nha mấy anh chị ơi, cây bít rét nha. Rất là đẹp luôn, dòng này cho hoa liên tục hết nách lá nha mấy anh chị. Cho hoa liên tục hết nách lá nha. Lá xanh mướt, cây khỏe đủ sức cho vòi hoa rồi. Nó cho hoa quanh năm, tùy theo khí hậu vùng miền của mấy anh chị nha. Chăm sóc tốt khiến cho hoa rất là nhiều luôn. 180.000 một cây. Rất là đẹp luôn nha, cây rất là khỏe luôn. Đang được 3 vòi hoa nha mấy anh chị ơi. 3 vòi hoa nha, bít rét nha. Hoa không thơm mà rất lâu tàn. Chơi 1 đến 2 tháng thì theo nhiệt độ và cách chăm sóc của mấy anh chị nha. Không phân biệt khí hậu vùng miền luôn. 180.000, 180.000 của chú Hồ giúp em nha. Khỏe, cây khỏe đẹp cho mấy anh chị luôn nè. Đẹp lắm luôn á mấy anh chị, lá xanh mướt nha. Lá xanh mướt cho mấy anh chị nè. Quế đi là sao ta. Đây bít rét này đang được 3 vòi hoa nha mấy anh chị ơi. Rất là đẹp luôn á, bông rất là to. Dòng này ưa nắng nha. Chịu hoa, cho hoa quanh năm chịu nắng khoảng 70-80% nắng nha mấy chú. Cho bông liên tục cái nách lá này rất là đẹp luôn. Lá rất là xanh mướt nha. Xếp đều rất là đẹp luôn. 180.000 nha. Chào hết tất cả mấy cô chú đã xem like ạ. À. Cho mấy chú xem là mặt bông của bít rét nha. Nó tựa như là bông hibiki nhưng mà kích cỡ của bông bít rét nó sẽ to hơn một chút xíu. Nó cũng viền trắng luôn nha chú. Cho xem là mặt bông bít rét nha. Đẹp lắm luôn á. Mặt bông của bít rét nha mấy cô chú. Bông là màu tím nha, bông màu tím rất là đẹp luôn, màu đỏ nhung đó. Thân của nó là thân sọc cho mấy chú luôn nha, thân sọc sọc luôn nè. Đây 180.000 nha mấy chú, đã được 3 vòi hoa. 180 thôi, giá rẻ, cây khỏe cho mấy cô chú nha, lá xanh mướt nha. 180.000 một cây bít rét nha mấy anh chị. Hoa không thơm mà rất là lâu tàn luôn, hoa không thơm nha. Có chú thì giúp em. Em có Cesaret luôn nha mấy anh chị ơi. Cesaret nha, 170.000. Lá thì lá xanh mướt dài cho mấy anh chị nha, và bông rất là dài luôn. Nha, bít rét nha, 170. 170 mấy anh chị ơi, bít rét nha. Cây có mầm tơ cho mấy anh chị luôn.
Bích Red nha mấy anh chị ơi, mặt bông của Bích Red nè, đẹp ghê chua. Rất là đẹp luôn nha. Mặt bông của Bích Red 170 ngàn một cây thôi nha mấy anh chị ơi. Lá bóng mướt xanh mướt cho mấy anh chị nè, 170 nha. Thân tơ luôn, có thân tơ nhảy cho mấy anh chị nha, 170 ngàn. Có chơi cho giúp em nha mấy anh chị, mặt bông nè. Rất là đẹp luôn nha. Đẹp ghê chua. Màu bông là màu tím sọc sọc cho mấy chú nha. Bích Red bông thực tế luôn là rất là đẹp luôn. 170 ngàn một cây, có chú giúp em nha. Em chỉ còn được ít thôi. Mỗi loại thì em có ít cây thôi nha mấy anh chị, không có nhiều. Anh nha, có chú giúp em á. Bích Red nha. Cesaret. Cesaret nha mấy chú ơi. Cesaret nha. Bông đẹp lắm luôn á. Chào hết tất cả mấy chú đã xem like nha. Có chốt Cesaret thì cho giúp con nha mấy chú ơi. 170 ngàn một cây nha. Có hồ đẹp nha mấy chú ơi, hồ đẹp đỏ cam nè. Hồ đẹp đỏ cam 160 ngàn một cây nha. Hồ đẹp đỏ cam 160 nha mấy chú xem nè. Bông mini nha, rất là đẹp luôn. Hai vòi hoa nha mấy chú, hai vòi hoa nha. Đây hai vòi hoa nha. Cóc rất là nhỏ nhỏ xinh xinh, rất dễ thương luôn. Đây 160 ngàn một cây nha chú ơi. Hồ đẹp đỏ cam nha. Hồ đẹp đỏ cam hai vòi hoa 160. Có chú hồi giúp em nha. Hoa lâu tàn lắm. Cánh rất là đẹp cho mấy anh chị luôn nè. Đó 160 ngàn nha. Hai vòi hoa có nở có nụ cho mấy anh chị chơi đó nha. Chơi tầm tháng hơn đó nha mấy anh chị. Tầm tháng hơn đó nha. Rất là đẹp, rất là khỏe luôn. Đây 160 ngàn một cây, hai vòi hoa nha, cây phân nhánh nha mấy anh chị. Về ra chậu sứ á, để phòng làm việc hay là phòng khách rất là dễ thương luôn. Dễ thương lắm luôn á. 160 ngàn nha, có chú giúp em. Cánh bông rất là đẹp cho mấy anh chị luôn nha, có nở có nụ nè. 160. Em có tím ớt luôn nha mấy anh chị. Em có tím ớt luôn á. Lấy giúp em cây tím ớt rồi chị Vinh. Có chơi cho giúp em nha. 160 ngàn một cây đỏ cam. Em có tím ớt nè mấy anh chị. Bông rất là đẹp luôn. Tím ớt là 170 nha mấy anh chị ơi. Tím ớt là 170 nha. Bông rất là đẹp, bông to nha. Đây, lá rất là khỏe, xanh mướt cho mấy anh chị luôn. Không bị lỗi lá nha mấy anh chị. Không bị lỗi lá nha. Hàng này là hàng đài đó nha mấy anh chị ơi. Rất là đẹp luôn. Chơi tầm 1 tháng đến 2 tháng không đó. Đây nha, 170 ngàn một cây. Tím ớt cho mấy anh chị, tím ớt nha. Còn đỏ cam này là 160, đỏ cam này 160 nha. Có chú cho giúp em. Đỏ cam hai vòi hoa phân nhánh. Tím ớt này là 170 mấy anh chị ơi, 170 nha. Vòng rất là dài luôn. Rất là dài cho mấy anh chị nha, 170 ngàn. Có chú cho giúp em nha. Cây khỏe lắm luôn á, lá xanh mướt nha. Và bông cực kỳ dài cho mấy anh chị luôn, bông rất là to, hoa rất lâu tàn. Đó, hồ đẹp nha. Đây là màu tím ớt nè. Mình đang có một cây sông môi. Chào hết tất cả mấy cô chú xem like nha. Có được một cây hồng sông môi nè mấy cô chú. 170 luôn nha. Có được một cây hồng sông môi nha. 170 ngàn luôn. Bông rất là đẹp luôn nha mấy cô chú. Đẹp lắm luôn á. Nè, rất là to nha. Đó, to lắm luôn. 170 hết nha mấy cô chú ơi, 170 nha, một cây là 170. Tiếng mớt này 170 luôn, hồng sông môi 170 luôn. Đẹp lắm luôn á, hồng sông môi này là hồng lưỡi rắn đó mấy cô chú. Lưỡi rắn đó nha, rất là đẹp luôn. 170 ngàn một cây giúp em nha mấy anh chị ơi, 170 nha. Hồng sông môi là lưỡi rắn cho mấy anh chị luôn, tiếng mớt cũng 170 luôn nha. Có chú hồi cho giúp em. Em lên lại thỏ xưa cho mấy anh chị nha. Thỏ xưa giờ này về rất là ưng ý luôn mấy anh chị. Lên lại thỏ xưa nha. Em lên lại thỏ xưa cho mấy anh chị nha. Thỏ xưa chậu này là 300 ngàn giúp em mấy anh chị ơi. Thỏ xưa 300 ngàn nha. Cây rất là lùm luôn. Lùm tùm cho mấy anh chị luôn nè.
300 ngàn chỗ này nha. 300 ngàn mấy chị xem nè. Thỏ xưa là tai thỏ cánh đứng nha mấy chị. Đẹp lắm luôn á. Nè lưỡi, lưỡi là lưỡi tím sọc cho mấy chị nha. 300 ngàn chỗ này giúp em nha. 300 ngàn. Không đau hả? Không đau mình còn chứ Vy. Hết hồng đào nha mấy chú ơi, hết hồng đào rồi. Hết hồng đào rồi nha. Chậu này là 300 ngàn giúp em nha mấy chị, 300 ngàn nha. Đẹp lắm luôn á. Nó cây rất là khỏe nha mấy chị ơi. Về ghép chậu gỗ sẵn rồi, về việc treo chơi thôi. 300 ngàn nha. Đây, cánh là cánh phớt hồng cho mấy anh chị nha, thỏ xưa đó. Cây có nở có nụ cho mấy anh chị luôn nha. Có chậu nhỏ nha mấy chị ơi, có chậu nhỏ nha. Chậu nhỏ là 180 ngàn một ngày giúp em nha mấy chị ơi. Chậu nhỏ 180, chậu lớn này là 300 ngàn nha, 300 ngàn. Cây rất là đẹp luôn, dòng này rất là đắt nha mấy anh chị, giống này rất là hip hop. Đây, 300 ngàn nha. Giống này rất là nổi tiếng luôn á mấy anh chị. Xưa giống này rất là đắt luôn, người ta không có, xong rồi người ta cấy mô, người ta nhân kỳ bán mấy anh chị, giờ giá mấy mềm, mấy chiếc trước là giá rất là đắt luôn. Chậu này là 300 ngàn giúp em nha, 300 ngàn. Tai thỏ cánh đứng cho mấy anh chị, trắng phớt hồng nha. 300 ngàn giúp em, em cho mấy chị xem một bông nè. Cho xem một bông của thỏ xưa nha. Hồng đào còn nha mấy chú ơi, hồng đào còn nha bên cửa hàng á. Thỏ xưa nha mấy chú, thỏ xưa nha, đẹp lắm luôn á, thơm nha mấy chú, thơm nha. Đây mặt bông nè, thơm ngang ngủ một bà liễu nha mấy chú ơi, thơm ngang ngủ một bà liễu nha. Đẹp lắm luôn á. Chậu là chậu 300 ngàn đó chú ơi, chậu nhựa giả gỗ nha, 300 ngàn. Thỏ xưa thơm lắm, thơm ngọt nha mấy chú ơi. Tai thỏ cánh đứng nha. Là trong những dòng đen ru nắng đó mấy chú. Nó thuộc dòng đen ru nắng đó nha. Cây rất là đẹp, hoa rất là bền nha mấy chú. Hoa rất là bền nha. Đây, cho xem nè. Chậu đẹp thì em chỉ có màu tím cà, màu trắng, trắng phớt hồng, màu tím ớt nha. Đây, em bên cây cho mấy chị xem. 300 ngàn nha mấy chị ơi, 300 ngàn nha. 300 ngàn. Đây nha, 300 ngàn chậu thỏ xưa này. Có chốt rồi chốt giúp em nha. Bông rất là đẹp luôn, hoa thơm lắm nha mấy anh chị ơi. Hoa thơm lắm nha. Em có màu đẹp là màu trắng, màu tím cà, màu tím ớt, màu trắng phớt hồng, màu hồng son môi. Mini hồng đào thì còn, nhưng mà bên cửa hàng nha mấy anh chị ơi. Mini hồng đào còn mà bên cửa hàng nha. Chậu này là chậu thỏ xưa 300 ngàn giúp em nha. Cây đẹp lắm luôn á. Cây rất là lùm luôn. Hôm nay em có bán những hồ điệp, em có hồ điệp gốc nha mấy chị ơi, hồ điệp gốc, hồ điệp vòi á, combo ba gốc là 250 nha. Ghé đó. 300 ngàn chậu thỏ xưa này nha mấy chị, thơm lắm luôn á. Có nắng lên là thơm nha. 300 ngàn có chốt cho giúp em. Đó, cây siêu lùm luôn, 300 ngàn nha. Cây rất là đẹp, thân mướt nha. Lá thì xanh mướt cho mấy anh chị bóng luôn. 300 ngàn chậu này có chốt rồi cho giúp em nha. Em có chậu nhỏ 180 mấy anh chị. Em có chậu nhỏ 180 nha. Đây, chậu nhỏ 180. Rất là đẹp luôn, nó cho hoa liên tục thay nách lá nha anh chị. Cho hoa liên tục thay nách lá nha, rất là đẹp. Chậu này 180 nè. Rất giá rất là mềm cho mấy anh chị luôn á. Lá thì xanh mướt, bản lá xếp đều hai bên rất là đẹp mấy anh chị ơi. Đây chậu này 180 nha. Cho xem lại 160. 160 là cái gì ta? À, hồ điệp 160 hả?
là hồ điệp đỏ cam đúng không? Hồ điệp đỏ cam đúng không chị cô Hằng Võ ơi? Hồ điệp đỏ cam 16 nè. Hồ điệp đỏ cam 16 nha, đây được hai vòi hoa phân nhánh. Rất là có nở có nụ của chú nha. Đây cốc là cốc nhỏ nha chú nha. Đẹp lắm luôn á, lá xanh mướt. Đây hai vòi hoa nha phân nhánh, 160.000 một cây. Có chú ơi chú giúp em nha. Về ra chậu sứ của chú để phòng làm việc phòng khách á. Nhìn nó là cưng luôn. Cái này là nó mấy cô chú bật máy lạnh á thì đừng bật xuyên suốt nha chú ơi, đừng có tắt mở nha, bị sốc nhiệt cây đó. Là cây rất là nhanh tàn luôn, rất là nhanh tàn nha. Nếu mà bật máy lạnh thì để trực tiếp luôn nha mấy chú, đừng có tắt mở bị sốc nhiệt cây. Đây, chốt cho cô Hằng Võ cây này nha, 160.000 một cây. Cảm ơn cô Hằng Võ. Thỏ xưa nha, thỏ xưa 180.000 một cây, cây nhỏ, cây lớn là 300.000. 300.000, 350. 180 chậu thỏ xưa này nha mấy chú ơi, 180 nha. Này nó là mắc ung chú nè. Đó là mắc ra là khủng khiếp luôn. Nó nhảy hoa liên tục cho mấy chú luôn nha. Chơi hết vòi này cắt, nó sẽ cho vòi khác nữa. Nó làm bông rất là khủng khiếp luôn. Hoa thơm ngọt nha, thơm rất là ngọt luôn. Thơm như mùa bà liễu vậy đó. Nhưng mà khác là cái cánh, cánh của cái thỏ xưa này là cánh đứng, còn cánh bà liễu là cánh cong, cánh xoắn. Đây rất là đẹp luôn, 180.000 một cây thỏ xưa nha. Làm bông rất là đẹp cho mấy cô chú luôn. Lá thì xanh mướt nha, lá xanh mướt, cây khỏe. Cây khỏe thì nó sẽ cho 2 đến 3 bông một lượt nha chú ơi. 2 đến 3 vòi một lượt nhảy cùng một lúc nha, cùng một lúc luôn. Đó rất là đẹp nha mấy chú. 180.000 một cây nha thỏ xưa. Cây rất là đẹp luôn. Màu trắng là trắng phất hồng nha. Xem hồ điệp trắng hồng. Chị Vy lấy giùm em cái hồ điệp trắng hồng luôn. Cây hồ điệp trắng hồng cái này 170 nha cô Hằng Võ ơi. Ở bên trong á. À đúng rồi. Đây đây con lấy cho cô xem nha. Có chốt thỏ hồng thì cô giúp em nha mấy chị ơi, mấy chị xem nè. Lá xếp đẹp ghê chưa? Rất là đẹp luôn. 180.000 một cây cây này nha. Trắng phất hồng lưỡi tím nha. Trắng phất hồng lưỡi tím 170.000 một cây nha cô Hằng Võ. 170 nha. Đây vỏ bông cực kỳ dài luôn. Bông rất là to luôn. Phất phất hồng hồng nha. Rất là đẹp luôn nha. Màu là lưỡi tím luôn nha cô. Đây con rất là nhiều nụ cho cô chơi nha. Đó 170.000 một cây. Có chú hồi giúp con nha. Bản lá nè. Bản lá ship rất là đẹp luôn. Bản lá không hề bị lỗi nha. Đây 170. Hàng này là cam kết với hàng đài nha cô ơi. Hàng đài nha. Đẹp lắm luôn á. Bông rất là to nha. Bông rất là to. Đây rốc rất là khỏe nha mấy cô chú luôn. 170.000 một cây. Có chú hồi giúp con nha. Vòi rất là dài luôn. Có nở có nụ cho mấy cô chú chơi nha. Chơi tầm 1 tháng hơn nha. Tùy theo nhiệt độ và cách chăm sóc. Đây cây rất là khỏe nha mấy chú. Bộ rễ thì xanh mướt nha chú. Bộ rễ xanh mướt nè. Chúc cho cô Hằng Võ luôn. Cảm ơn cô Hằng Võ rất là nhiều luôn. 170 nha. Cảm ơn cô Hằng Võ. Chị Vy. Chắc là bữa đó gói rồi để gỡ hàng đi. Xong rồi xả ra. Có màu. Có được một cây tím mớt nè. Tím cà. Có được một cây tím cà nha. Có một cây kiếm cà nha chú ơi. Dạ còn. Dạ còn nha cô anh Phạm. Anna Phạm ơi. Còn nha cô Na. Đây. Màu tím cà nha. Đẹp ghê chưa. Nó lên tông màu rất là đẹp luôn. 170 nha chú ơi. 170 nha. 170. Tím cà. Bản lá rất là giòn nên nó sẽ bị tép ngay đầu lá chứ không ảnh hưởng gì đến cây nha chú. Không ảnh hưởng gì đến cây nha. Đây 170.000 một cây. Rất là đẹp luôn. Vòi rất là dài cho chú nha. 170. Có được một cây nhất à. Một cây nhất nha. Đó. Cái lưỡi của nó là có dừa hồng, nhị vàng. Cánh là cánh phớt hồng giống chú này nha. Đây là tím cà nha. Đó. Gốc thì rất lá thì rất là giòn. Nên nó bị tét đầu lá là không sao nha chú ơi. Không ảnh hưởng đến cây nha. Cây rất là khỏe luôn. 170.000 một cây. Có chú cho giúp em nha. 170. Vòng rất là dài luôn nè. Vòng rất là dài nha. 170. Siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn nha. Dạ ok của Hằng Võ có kỹ. Còn được có một cây à cô Anna Phạm ơi, nó nở hết rồi nhưng mà chơi rất là lâu tàn. Chơi thêm khoảng 1 tháng nữa đó cô Anna Phạm. 1 tháng nữa nha. Có được cây nhất à. Có hồ điệp tím ớt nữa. Đây có màu tím ớt nha em chú ơi, màu tím ớt nữa nha.
Đây màu tím ớt rất là dài phù hoa luôn. Màu tím ớt nha. 170 luôn nha mấy chú ơi, 170 nha. Màu cam hả? Màu cam là 160, màu đỏ cam là 160. Cho em cây ơi. Cho em cây đỏ cam. Cây đỏ cam thì còn nở còn nụ chứ cô chú nha. 160. Đây, đỏ cam là hai vườn hoa phân nhánh nha chú ơi, có nở có nụ nha, 160.000. 160 nha. Đó đẹp ghê chưa? Hai vườn hoa nha chú ơi. Cốc nhỏ nhỏ xinh xinh rất là cưng luôn. Lá thì xanh mướt cho mấy chú nha. 160.000 một cây. Có nở có nụ nè, rất là đẹp luôn nha chú. Màu này là như là màu đột biến vậy đó, rất là đẹp luôn. Đỏ cam, hai màu hòa quyện lại với nhau nha. Hai màu hòa quyện lại với nhau rất là đẹp luôn. Sự kết hợp rất là đẹp nha mấy chú. 160.000 một cây. Có chú ơi chú giúp em nha. Đó, cây có nở có nụ. Vừa nở vừa nụ cho mấy chị chơi nha. Rất là đẹp. Đó. Kết hợp hai màu nha. Đỏ cam. Rất là đẹp luôn. Có nở có nụ chơi tầm 1 tháng hơn nữa đó. Cây bản lá rất là đẹp nha. Còn này là cây tím ớt nha mấy chị ơi. Tím cà nha. Tím cà nha. 170.000 một cây. 170 nha. Đó, lá bóng muối ghê chưa? 170 vô bông cực kỳ dài luôn. Bông cực kỳ dài nha. Một 170.000 một cây đó chứ giúp em nha mấy chị ơi, bông nè. Rất là cưng luôn. Có hibiki nha chú ơi, hibiki nha, có hibiki nè, đẹp lắm, hibiki rất là đẹp luôn, cây rất là lùm. Đây một bụi luôn nha, có chú một bụi luôn nha, hibiki, nè, đó, xanh mướt ghê chưa, cho xem mặt bông nha, nó cho bông rất là lạ với những dòng lan khác, cho bông từ dưới gốc lên hoặc là ở giữa thân. Rất là lâu tàn, cho bông chùm nhưng mà nhỏ nhỏ, nó khít lại với nhau. Màu là màu đỏ hồng nhị vàng, cây rất là đẹp luôn. Hoa rất là lâu tàn, bền bông nha chú, bền bông nha. Đây cho xem mọc bông của hibiki. Dòng này lá trồng lâu năm thì nó sẽ rất là nhiều bông và nó sẽ cho thân rất là nhiều, nhảy con rất là nhiều cho các cô chú luôn. Bông rất là đẹp nha, nó thích hợp với khí hậu là nắng sáng nha chú ơi, nắng sáng nha. Nắng ấm áp thì nó sẽ rất là bền bông, cây sẽ rất là khỏe, cho hoa quanh năm. Dòng này rất là xuyên hoa, cho màu sắc rực rỡ nên rất là nhiều người ưa chuộng cái dòng này. Đó, nó rất là lạ, thân của nó là màu tím sọc, khác với những dòng lan khác, cho bông từ ở dưới gốc lên thân, dưới gốc nha. Đó, rất là đẹp luôn. Màu sắc rất là lạ mắt nha chú, màu sắc rất là lạ mắt luôn. Màu đỏ hồng nhị vàng, màu đỏ hồng nhị vàng nha. Cây rất là đẹp cho mấy cô chú luôn nè. Khi mấy cô chú mà ra chậu á, mấy cô chú phải dùng thuốc nấm nha để sát khuẩn cây, sát khuẩn bộ rễ, thêm thuốc kích rễ vào cho nó nha. Rồi để vỏ thông xung quanh, để vỏ xong xung quanh nha. Cho bông rất là nhiều luôn, cho bông theo chùm nha chú ơi, cho bông theo chùm nha. Nè, cây rất là lùm luôn, rất là lùm nha. Cho xem lại hồng điệp trắng hả? Trắng phớt hồng hay sao cô Anna Phạm? Cho em mượn là cây trắng phớt hồng. Trắng phớt hồng thì chốt chưa? Phải không? Ừ, chốt rồi. Chốt cho cô... Ừ, chốt cho cô Hằng Võ. Còn được cây trắng này mà nó nở hết trơn luôn rồi cô Anna Phạm ơi, để con lấy cho cô xem nè, nếu cô có ưng thì cô chốt nha. Còn được cây trắng à, có cây trắng nhưng mà nó nở hết rồi, nhưng mà chơi tầm khoảng tháng hơn đó. Trắng là trắng lưỡi vàng nha cô Anna Phạm, trắng lưỡi vàng nha. 170 luôn, 170 nha chú, 170 nha. Nó nở hết trơn rồi. Được có cây à, cô Anna Phạm có lấy không? Màu trắng là trắng lưỡi vàng nha, trắng lưỡi vàng cho mấy chú nè, trắng họng vàng. Nó 170.000. 170 nha. Cô Anna Phạm có chú giúp con nha cô Anna Phạm. Nè, bông nó là dài luôn.
Dạ đúng rồi chị Miên, Miên trà ơi, đúng rồi. Thôi ạ. À. Nó còn có cây đó thôi ạ. À. Đây Linh lại Hibiki nha mấy chú. Hibiki nha. Nè. Ký mấy cô chú về. Còn không qua được luôn. Khi mấy chú về ra chậu á, bỏ ít sơ dừa ra bóp, bỏ ít sơ dừa ra bóp và mấy cô chú thêm vỏ thông hoặc là đá bọt với lại giấn cộng nha. Nó rất là thích hợp với cái dòng giấn cộng với lại vỏ thông với lại đá bọt để xung quanh nha. Nhưng mà phải sát khuẩn nha mấy cô chú, sát khuẩn bằng thuốc nấm khi mà để không bị ảnh hưởng đến bộ rễ của nó. Mấy thú thêm thuốc kích hoa à, kích rễ nha, thêm thuốc kích rễ nha cô chú thì ra chậu rất là an toàn cho cây luôn, đảm bảo cây sức khỏe tốt nha. Nè nó rất là đẹp luôn, nó cho hoa chùm với nhau, khích lại với nhau nha, mà là màu đỏ đỏ hồng nhị vàng cho mấy cô chú luôn. Chơi càng lâu thì nó sẽ cho nhảy mầm tơ rất là nhiều cho mấy cô chú luôn, bông cực kỳ lâu tàn nha. Xem hoa hả, ok luôn, hoa rất là độc lạ cho mấy chú luôn, nó cho từ dưới gốc lên nha chú, ở hoặc là ở giữa thân, nó cho bông hay chùm với nhau mà khích nha. Nè rất là đẹp luôn, màu đỏ đỏ hồng nhị vàng, đỏ hồng nhị vàng nha. Cái thân của nó rất là lạ luôn, thân của nó là thân màu sọc sọc tím tím nha mấy chú luôn, khác với những dòng lan khác rất là nhiều. Nó cho bông nha, rất là đẹp luôn, cho bông theo chùm khích lại với nhau nha mấy chú, bông nhuyễn nhuyễn nhưng mà rất lâu tàn. Dòng này nó cho màu bông rất là sực sỡ luôn, rất là nhiều người ưa chuộng nha mấy chú, đẹp lắm luôn á. 160 nè bông của nó đó mấy cô chú, rất là lạ luôn nha. Nó cho hoa hành từng chùm mà khích lại với nhau đó, nó cho ở dưới gốc nha chú ơi. Khi mà nó cho hoa là nó sẽ bị trụi lá nha mấy chú, tàn lá nha. Đây con cho mấy chú xem nè, nó làm bông ở trong đây nè mấy chú, nó làm bông trong dưới gốc đó, rất là đẹp luôn. Cây này chỉ có 160.000 thôi, bụi rất là lùm luôn, bụi rất là lùm luôn nha. Cây đa phần cây nào cũng lùm hết đó mấy cô chú. Nè nó cho bông nè mấy chú ơi, nó cho bông ở dưới gốc nha, hoặc là ở giữa thân đó, rất là đẹp luôn nha mấy cô chú, tên gọi rất là đẹp luôn, Hibiki, nó rất là đẹp nha, lá xanh mướt cho mấy chú luôn. Nhớ là nó xuống lá cho bông nha mấy chú ơi, xuống lá cho bông nha. Nè nó cho bông dưới gốc nè mấy chú, rất là đẹp, cây rất là khỏe luôn á, nó cho bông chùm lại với nhau đó, màu là màu đỏ hồng nhị vàng, đỏ hồng nhị vàng nha, cây rất là lùm. 160.000 một cây nha mấy chú, 160 nha, đẹp lắm luôn á, hoa rất là bền nha mấy chú, hoa rất là bền. Nè nhị của nó nhị vàng nè mấy chú, nhị vàng nè, màu đỏ phớt hồng nha mấy chú nha. Đó nó cho bông dưới gốc lên rất là lạ luôn, 160.000 nha. Giống này là lâu lâu lắm mới về một lần nha chú ơi, nó không có về hoài, chỉ có 160.000 một cây thôi, bụi siêu lùm luôn, cây nào cũng tương đối lùm như nhau hết nha mấy chú, tương đối lùm như nhau hết trơn á. Cây rất là khỏe luôn, nhảy rất là nhiều thân tơ cho mấy chú luôn nè, nhảy rất là nhiều nha. Đó nó xuống lá cho bông nha mấy chú, xuống lá cho bông nha, hoa không thơm nhưng mà rất lâu tàn, rất là bền bông, nó một bụi lùm luôn. Có chú hay chú giúp con nha. Nãy giờ là con Linh Hibiki Thỏ Xưa Đe Thủy Tiên Sơn Thủy Tiên Bích Red, Cesar Red. Đó, mấy cô chú có chú chú giúp con nha. Con lên lại cây cho mấy chú xem. Hồ đẹp là sẽ có là được 3-4 màu thôi, 3-4 màu thôi nha mấy chú. Màu tím ớt, màu hồng son môi, màu đỏ cam. Nha, được có mỗi cái một ít ít màu thôi, không có nhiều. Có hồng đào nhưng mà bên cửa hàng á mấy chú có chốt quá thì con chụp hình cây cho mấy chú xem nha. Đây, hiện tại là hồng đào thì không có bên đây. Mấy chú có chốt hay bikini thì chốt nha mấy chú. 160.000 một cây. Có gốc màu đẹp luôn nha mấy chú, gốc màu đẹp thì đang vào hoa đó, gốc màu đẹp đang vào hoa nha. Combo ba gốc là 250 đi lẻ một gốc là 90.000 giúp con nha mấy chú, đi lẻ là 90.000 một gốc. Thỏ Xưa thì có chậu nhỏ chậu lớn nha, chậu nhỏ là 160.000 một cây, như là cây này là 180 nha mấy chú, chậu nhỏ là 180, chậu lớn là 300 mấy trở lên nha mấy chú ơi. Nó cho hoa liên tục thân nách lá nha. Đó, Thỏ Xưa. Giống này rất là ưa chuộng luôn mấy cô chú. Rất là hot nha. Mật bông rất là thơm, thơm ngang ngửa một bà liễu gì đó.
cánh của nó là cánh tay thỏ, cánh đứng nha chú. Còn bà liễu là cánh xoắn. Đây, cây này là 180.000 nha. Cây là mắt u rất là nhiều chứ nó có chú luôn. Nè, trước mắt là đã ra ba nhú vòi, ba con vòi cho chú rồi nè. Nó rất là đẹp luôn nha. Bản lá ship rất là đẹp luôn, 180.000 một cây thỏ xưa nha. Thân rất là khỏe cho mấy cô chú luôn. Thân càng khỏe là sẽ cho 3-4 vòi một lượt luôn nha. Nó còn cho chú xem mặt bông của thỏ xưa. Thỏ xưa này hoa rất là lâu tàn, bền bông nha chú. Chịu nắng khoảng 70-80% nắng. Cây rất là thơm mà xiên hoa, cho hoa liên tục thanh ít lá. Cho mấy cô chú xem nè. Rất là đẹp nha, thỏ xưa. Thỏ xưa hoa thơm, tay thỏ cánh đứng. Đây, cho xem thỏ xưa nha. Đẹp ghê chưa? Cánh là cánh phớt hồng cho mấy cô chú nha, cánh phớt hồng, lưỡi là lưỡi tím sọc. Bông rất là đẹp luôn. Cho hoa chùm như thế này. Nó làm bồi bông rất là khủng khiếp luôn nha chú, nhảy bông liên tục luôn. Chơi hết vào bông này là nhảy hết vào bông khác nha. Nó là xuyên hoa, cho hoa quanh năm luôn. Ưa nắng lắm. Chỉ có 180.000 một cây thôi. Chậu lớn là 300.000, chậu nhựa giả gỗ sẵn cho mấy chú rồi, gì vậy chơi thôi. Chậu này 180 nha, 180. Đây, đẹp lắm luôn á, bạn lá ship rất là đẹp nha, 180. Cho bông rất là đẹp luôn. Lá thì xanh mướt cho mấy cô chú nè. Làm bông thì làm bông liên tục nha. Mầm tơ cũng nhảy rất là nhiều luôn á mấy cô chú. Thân rất là khỏe, lá là xanh mướt nha. Chỉ có 180.000 một cây thôi. 180 nha, chậu lớn. Chậu lớn là 300.000 nha chú ơi, ra chậu nhựa sẵn rồi. Cái gì vậy, chơi thôi nha. Đây con lên cây cho mấy chú xem nè. Ý, rớt vào đây kìa chứ. Đây, chậu này là chậu lớn nha. Chậu này chậu lớn 300.000. 300.000. Đây, ra chậu sẵn cho mấy chú luôn là 300.000 nha. Còn chậu này là 180.000 một cây. Mấy cô chú có chốt loại nào thì chốt nha. Có chậu nhỏ, chậu lớn luôn cho mấy cô chú nè. Bông rất là đẹp, hoa thơm ngọt ngào nha. Hoa thơm ngọt ngào, cánh là cánh phớt hồng, lưỡi là lưỡi tím sọc cho mấy cô chú nha. Đẹp lắm luôn á. Cái này là nó mới hé à, nó còn bung ra nữa nha chú. Bung ra nữa, nó sẽ bung ra tí xíu nữa. Đây, 300.000 nha, cây rất là lùm luôn. Lá thì xanh mướt cho mấy chú nè. Xanh đậm cho mấy chú nha, bóng mướt, cây một thân nha. Thân rất là khỏe luôn. Cây tương đối rất là mập cho mấy cô chú nha. Mập lắm luôn á. Đó, thân cơ nhảy rất là nhiều luôn, cho bông liên tục nha mấy chú. 300.000 chậu này, thỏ xưa nha, hoa thơm đó, thỏ xưa hoa thơm. Thơm ngang ngửa bà liễu nha mấy chú ơi. Bà liễu giờ đã hết hàng rồi, vét sạch vườn rồi nha mấy chú. Đó, mật bông của thỏ xưa nha. Rất là đẹp luôn. Có chú thì chú chỗ này giúp em nha, chậu này 300.000. Chậu nhựa giả gỗ sẵn rồi, về chơi chơi thôi à. Cây này cho hoa quanh năm nha, cho hoa liên tục thay nách lá. Giống này rất là đắt luôn á mấy cô chú. Rất là đắt nha, nhưng mà bây giờ người ta cấy mô ra, người ta trồng, người ta bán lại làm giá rất là mềm luôn. Mấy cô chú rất là thích giống này. Giống này rất là thơm. Thơm lắm luôn mà thơm ngọt ngào nha. 300.000 chậu này, có chú hồi giúp em nha anh chị, 300.000. Em có bích red nè mấy anh chị. Bích red nha, bích red thì bông tựa như là hibiki gì đó. À, bích red thì tựa như là bông của Hiroshi. Cho em mượn cây bích red này chị. Bích red là 180.000 một cây. Bông kích cỡ cũng rất là to, trung bình nha mấy anh chị. Trung bình nha. Đây cho xem mặt bông của bích red. Dòng này hoa không thơm mà cực kỳ lâu tàn luôn. Bông thì lên màu rực rỡ nha. Lưỡi là lưỡi đậm lè đậm lét cho mấy anh chị luôn, màu tím nha. Lên tông màu màu tím. Cánh là cánh viền trắng cho mấy anh chị nha. Nó rất là đẹp luôn. 180.000 một cây. 180.000 nha. Bích red. Hoa không thơm mà rất lâu tàn. Cực kỳ tàn, lâu tàn luôn. Nhảy vào bông liên tục luôn nha mấy anh chị. Đẹp lắm luôn á. Đây là bích red nha. Bích red. Lá của nó là màu tím tím sọc sọc luôn. Thân cũng màu tím sọc luôn nha. Thân màu tím sọc luôn. Nè xem thân đi. Thân màu tím sọc luôn cho mấy cô chú nha. Lá thì lá xanh mướt. Lá cũng sọc sọc luôn. Đây. Đang được 2 vòi hoa nha. 2 vòi hoa cho mấy cô chú nha. Nhưng mà nó còn nhảy nha chú. Còn nhảy liên tục theo nách lá luôn. Rất là đẹp luôn, 180.000 một cây nha. Bích red nha mấy cô chú, bích red nha. Và bông rất là dài luôn á, bông rất là to. Dòng này rất là ưa nắng nha. 180.000 một cây, cây rất là khỏe luôn. Cho hoa quanh năm nha mấy chú ơi, mấy chú xem nè. Thân lá sọc sọc cho mấy chú luôn nha. Nó rất là lạ luôn. 180.000. 180 nha.
Đây, cây rất là khỏe cho mấy cô chú luôn. Cho hoa quanh năm, cho hoa liên tục theo nách lá nha. Mấy cô chú xem bản lá cứng dày. Cứng dày nha. Là đồng lọt là cây sẽ rất là lâu tàn luôn. Tại vì cánh cứng thì thường rất là lâu tàn. Dòng này là dòng ưa nắng nha chú, chịu nắng khoảng 80-90% nắng. Đừng nắng trực tiếp nha. Có lưới che thì càng tốt nha chú. Nắng trực tiếp thì nó sẽ bị vàng lá, bị cháy lá, bị khô thân. Đó, 180.000 một cây nha. Đó, bích rết này vào bông cực kỳ dài luôn, bông rất là to. Cho mấy cô chú xem là vòng vòng mặt bông của bích rết nha. Nó tương tự như là mặt bông của Hiruchi vậy đó. Nhưng mà nó kích cỡ to hơn nha. Dạ, để con cho xem mặt bông nè. Chỉ có 180.000 một cây thôi à. Cho hoa quanh năm nha mấy chị ơi. Nè, bông là bông màu tím, tím huyết nha. Lưỡi là lưỡi tím đậm cho mấy chị nè. Chỉ có 180.000 một cây thôi, đang vòi hoa nha. Hoa rất là đẹp luôn, làm bông rất là nhiều cho mấy chị. Và bông cực kỳ dài luôn nha, 180.000 một cây. Có chỗ hồi cho giúp em còn được có vài cây thôi, không có nhiều đâu. Dòng này cũng rất là hiếm luôn á. Bích rết nha, cánh của nó là cánh viền trắng cho mấy chị nha, lưỡi là lưỡi tím đậm nè, màu là màu tím nhung nha. Đó, 180.000 một cây, bông rất là to. Dòng này rất là ưa nắng nha, ưa nắng rất là đẹp luôn, lá xanh mướt, thân là thân tím sọc cho mấy chị nha, thân tím sọc. Cây bản lá rất là cứng, dày cho mấy chị luôn, hoa rất lâu tàn, không phân biệt khí hậu vùng miền luôn nha, Bắc Trung Nam gì cũng được trồng được hết nha mấy cô chú. Nè, cây làm bông rất là dài, rất là dài mà cây rất là khỏe, lá xanh mướt nha. Cây này đủ sức cho vòi hoa nha, cho hoa liên tục theo nách lá nha chú. Đẹp lắm luôn á. Nè, cây rất là khỏe luôn. Giá hệ là trồng bằng than nha mấy chú, giá hệ trồng bằng than nha. Dạo này là dạo vô mùa mưa đó mấy chú, nắng mưa thất thường đó. Mình trồng bằng than thì rất là tốt cho cây nha. Bộ rễ bám giá hệ rất là chắc luôn. Đây, 180.000 một cây. Hai vòi hoa nha, nó còn làm vòi hoa nách u chứ mấy chú, theo nách lá nữa đó. 180.000 có chú hồi giúp con nha. Thân tím sọc. Đó, có dòng Cesaret luôn nha mấy chú, Cesaret nha. Cesaret rất là chịu nắng mà vỏ bông cực kỳ dài luôn. Nè mấy chú xem bộ rễ nha, giá hệ trồng bằng vỏ bằng thơi dừa nha mấy chú, bằng sơ dừa nha. Nè, bộ rễ bám giá hệ rất là chắc luôn. Này là Cesaret nha. Dạ, một chậu như trái đang cầm là 180.000 đó chú Ngô Thắng ơi. Còn cái giống này là giống bích rết Cesaret nha mấy chú. Giống này giống Cesaret nha. Giống hồi nãy con dơ là bích rết, con này là Cesaret. Chậu nào cũng không thơm nhưng mà cực kỳ lâu tàn nha. Cam kết với chú rất là lâu tàn luôn. Chơi tầm 1 đến 2 tháng thì theo nhiệt độ và cách chăm sóc nha. Đây, dòng này dòng Cesaret. Cesaret nha. Đó. Cesaret là 180.000 một cây luôn. Giống này rất là ít thân chứ mấy chú luôn, không có nhiều thân đâu. Tầm 1 đến 2 3 thân là nhiều nha mấy chú. Mua 2 chậu về đi rồi ghép chậu nha. Mua 2 chậu về ghép chậu. Đây, chậu này là châu phi 18 nha chú ơi, phi 18 nha. 180.000 một cây, có chú giúp con nha chú. Mặt bông cực kỳ dài luôn, rất là ưa nắng nha. Rất là ưa nắng luôn đó. Còn chậu này là chậu bích rết nha mấy chú, bích rết nha. Đây, cho xem mặt bông bích rết. Bích rết và Cesaret là hai loại khác nhau. Hai loại khác nhau nha chú ơi. Đây, mặt bông của bích rết nè. Cho xem lại nha. Cho xem lên mặt bông của bích rết này nha. Rất là đẹp luôn, màu tím nhung mà lưỡi là lưỡi tím đậm nha. Tím là tím than luôn á, lưỡi á, cái lưỡi tím than luôn á. Rất là lên tông màu, rất là đẹp cho mấy chú luôn. Cánh là cánh viền trắng nha chú, cánh viền trắng nha. Đẹp lắm luôn á, chỉ có 180.000 một cây thôi, bích rết. Bích rết và Cesaret là hai loại khác nhau. Tuy là cùng một tông màu nhưng mà cái lưỡi rất là khác nha mấy chú. Nè, bích rết nha, 180.000 một cây, có chú giúp con nha mấy chú. Hai vừa hoa nha, cho hoa liên tục đó. Con có thỏi xưa nha chú ơi, thỏi xưa luôn nha. Thỏi xưa là tùy theo chậu nha chú ơi, có chậu 180, chậu 300. Chậu này là 180 nè. Đó, đẹp ghê chưa? Đang một vòi hoa cho mấy cô chú này nha. Ủa, hình như chậu này chút mà ta. Ôi, này chậu này chút mà. Chậu này chút hay chút. Như là thỏi siro hay sao? Thỏi siro cực thôi. Đây nha mấy cô chú. Thỏi xưa nha, tai họ cánh đứng, thỏi xưa nha. Nè, mấy chú xem nè. Thân rất là đẹp luôn, ú nu huyền muội luôn nha. Nó đây cây rất là lùm luôn. Cây này đang được 4 thân nha, 4 thân tương đối lùm đó mấy cô chú. Vòi bông rất là đẹp luôn, nó rất là dài nha mấy chú. Nó cũng liên tục cho hoa quanh năm, liên tục thay nách lá luôn. Cây rất là đẹp luôn nha mấy chú. Dòng này dòng cấy mô. Bây
Cây rất là dễ trồng nha chú ơi, rất là dễ trồng nha, rất là xiên hoa. Dễ trồng xiên hoa, hoa bền, hoa thơm, hoa đẹp nha. Hoa bền, hoa thơm, hoa đẹp. Đây 180.000 một cây thỏ xưa nha chú ơi, thỏ xưa nha. Cây rất là xanh mướt luôn nè, và bông tược rất là dài nha chú. Nó tược tới đây rồi, nó còn tược ra nữa nha. Đó, thỏ xưa. Tai thỏ cánh đứng nha chú, cho xem mặt bông nè. Cho xem mặt bông của thỏ xưa nha. Nè, nó. Nó tựa tựa như bà liễu gì đó. Nè nha, thỏ xưa 180.000 một cây nha chú ơi, 180 nha. Thỏ xưa. Chậu lớn là 300.000 giúp em nha chị ơi. Chậu lớn là 300.000. Đây, cây khỏe, cây đẹp, cây mập, lá to xanh tốt cho mấy anh chị, hoa thơm, hoa đẹp, hoa lâu tàn. Đó, rất là đẹp luôn. Có chú ơi giúp em nha, 180.000. Em chỉ còn được vài cây thôi, không còn nhiều đâu. Mỗi loại em có một ít thôi nha mấy anh chị. Mua về sưu tầm nha. Mua về sưu tầm. Đây cho xem mặt bông của thỏ xưa. Mặt bông thỏ xưa chụp dưới ánh nắng nha anh chị, chụp dưới ánh nắng nha. Chụp dưới ánh nắng thì lên tông màu rất là đẹp luôn. Màu là màu trắng phớt hồng cho mấy anh chị nha, trắng phớt hồng. Đây thỏ xưa nè. Nè chụp dưới ánh nắng cho mấy anh chị lên tông rất là đẹp luôn á. Thỏ xưa hoa thơm đó, mọc bông nha. Mọc bông chụp dưới ánh nắng nha mấy chú. Đây, phóng to lên cho mấy chú xem rõ hơn nha. Đẹp lắm luôn á. Nè, chụp dưới ánh nắng nè. Cây khỏe cho hoa quanh năm. Hoa rất là lâu tàn luôn. Hoa bền bông nha mấy chú. Đẹp lắm. Cánh là cánh phớt hồng, lưỡi là lưỡi tím sọc. Đây, cây này là cây 180 nha. Mua một cặp đi mấy chú, một cặp nha. Mua một cặp đi về để hai bên ở trước cửa. Khi mà nó nở bông ra thì rất là thơm. Thơm lắm luôn nha. Nè, đi một cặp đi. Chỉ có 180.000 một cây thôi. Về mình chơi nha. Đó, hoa thơm lắm. Hoa thơm mà rất lâu tàn luôn. 180.000 một cây nha chú, 180 nha. Chỉ còn được ít thôi nha chú ơi, không còn nhiều đâu. Không còn nhiều đâu nha. Đó, cây rất là khỏe, rất là lùm cho mấy cô chú luôn. Cây bên là cây thân cao, cây bên là cây thân thấp. Rất là nhiều vòng hoa luôn nha chú. Dạ con đang lên thỏ xưa này chú Trần Văn Tiến, Trần Văn Tuấn ơi. Trần Văn Tuấn con lên thỏ xưa nè. Con đang giới thiệu dòng thỏ xưa đó. Thỏ xưa này là 180.000 nha, chậu lớn là 300.000. Chậu lớn là 300.000, 350, 380 có nha. Chậu này là chậu 180 nha chú ơi, thỏ xưa 180 nha. Nè, vỏ bông rất là đẹp luôn á. Nó cho hoa quanh năm liên tục nha chú. Thỏ xưa nha. Khi mà cho có ánh nắng lên thì hoa thơm. Hoa thơm ngang ngưỡng của bà liễu gì đó. Mấy chú chơi dòng bà liễu thì biết nè. Rất là lâu tàn luôn. Nè con cho mấy chú xem nào, bông chụp dưới ánh nắng. Khi mà ánh nắng lên thì lên tông màu rất là đẹp cho mấy chú luôn. Cho hoa quanh năm nha. Hoa quanh năm đó cho xem là mặt bông nè. Mặt bông của thỏ xưa nha mấy chú. Mặt bông thỏ xưa nha. Đẹp ghê chưa. Cánh là cánh phớt hồng. Lưỡi là lưỡi tím sọc. Tím sọc đậm nha mấy chú. Đẹp lắm luôn á. Chỉ có 180.000 một cây thôi. Có thể là trồng bằng gỗ thông với lại than nha chú. Trồng bằng gỗ thông với lại than nha. Trồng bằng gỗ thông với than thì thoát nước rất là tốt luôn. Cũng có xơ dừa luôn là giữ lại độ ẩm cho nó nha. Có ẩm có thoát nước thì cây rất là khỏe, rất là xanh mướt cho mấy cô chú luôn. Làm bông rất là nhiều cho mấy cô chú nha. Đó, 180.000 một cây thỏ xưa nha. Hoa thơm đó. 5 cánh trắng lưỡi tím. 5 cánh trắng lưỡi tím nha, hoa thơm. Đẹp lắm luôn. Tai thỏ cánh đứng nha mấy chú. Cây rất là lùm cho mấy chú luôn. Thỏ đỏ Kiên Giang hả? Thỏ đỏ Kiên Giang có hết hàng rồi chú Tuấn ơi. Hết hàng thỏ đỏ Kiên Giang rồi. Không còn nữa.
sao đỏ Kiên Giang rồi nha. Có hở xưa nè, hở xưa đó là bình bông luôn, đó là bình bông nha. Cây vừa thoát nước vừa có độ ẩm thì cây sẽ rất là khỏe mạnh và đủ sức cho vòi hoa, làm hoa liên tục nha mấy cô chú. Nè, nhảy rất là có thân tơi cho mấy chú nhảy nữa nè, đẹp lắm luôn. Chậu này là 180, có chú hồi cho giúp em nha mấy chị, có chú hồi cho giúp em nha. Chú muốn con lên hàng gì cho mấy chú xem thì nói với con nha mấy chú, nói con lên cho xem nha. Chào hết tất cả mấy chú đang xem like nha. Thỏ xưa này là 180 nha chú. Bích red nè. Bích red 180 luôn. Bích red 180 nha. Đó, lá nó là đẹp luôn nha mấy chú, lá là lá nhọn nha. Lá nhọn mà dài. Thân là thân cứng sọc nha. Đó, bích red nha, bích red 180 luôn, đồng giá 180 luôn nha. Bích red. Còn bên đây là cây thỏ xưa 180 luôn. Rất là đẹp luôn nha mấy chú. Hai mặt bông này cũng rất là đẹp luôn. Có đèn có sơn thủy tiên nha mấy chú, có sơn thủy tiên nữa đó. Có chú chỉ giúp con nha. Còn được có mỗi ít thì chỉ có một là mỗi loại thì có một ít thôi nha mấy chú. Nãy giờ là bán thỏ xưa, bích red, cesar red, hiruchi. Hiruchi hầu đẹp, gốc hầu đẹp vòi nha mấy chú. Mấy cô chú có thích gì thì con lên cho mấy chú xem nha. Con có được hai cây ngọc điểm nha mấy chú. Để giùm em Minh phút. Nè. Hồi tối cô vẫn bấm cặp này nhiêu ta? Hai cặp đó đó. Ngọc điểm. Con có được hai cây ngọc điểm nha mấy chú. Bán hàng lá nha, về cho mấy chú sưu tầm nha, sưu tầm giống nha. Bán hàng lá. Mà dặn để một bông cho mấy cô chú về chơi nha. Có bằng đá luôn. Qua cái cổ mấy người ta. Cái này là bán hàng lá nha mấy chú, bán hàng lá nha em, nhưng mà vẫn giữ mặt bông này cho mấy chú gì chơi nha. Hoa thơm lắm. Cặp cục điểm này là 300 nha mấy chú, cặp cục điểm này 300 nha. Đó, lấy một cặp nha. Hoa màu gì hả? Đây, ngọc điểm này là bán hàng lá xe cho mấy chú nha. Cặp này là 300.000. Một mặt bông là màu xanh phớt hồng nha, màu xanh phớt hồng. Bên đây là màu trắng phớt hồng nha chú nha. Đó, hoa thơm nồng nàn luôn. Hoa thơm nồng nàn luôn nha mấy chú. Cặp này 300 nha, 300 bán hàng lá nha. Nhưng mà vẫn giữ mặt bông gì cho mấy chú chơi nha. Thơm. Mùi thơm rất là ngọt ngào luôn, thơm nồng nàn luôn, thơm miên man luôn. Đây, cặp này 300.000 nha, 300.000. Hàng lá nha chú, hàng lá nha, đẹp lắm luôn. Đây. Về sưu tầm nha chú, 300.000 cặp này. Nó thuộc dòng thân hồng rễ gió. Thân hồng rễ gió nha. Gió ở nơi nào càng nhiều thì bộ rễ phát triển càng dài. Gió nơi nào càng nhiều là bộ rễ rất là dài nha mấy chú. Thiệt, rất là dài luôn. Mấy chú về chỉ chơi trồng chơi thôi. Nếu mà thấy cây á nó si thì mấy chú cho thêm một giỏ thông hoặc là hang ngay chỗ này, về tưới nước chơi thôi. Không cần bón phân đâu mấy chú, không cần bón phân nha. Đây. Gió càng nhiều là bộ rễ càng phát triển dài nha mấy chú. Cặp này 300.000 nha. Cặp này 300.000. Hương thơm ngọt ngào lắm mấy chú ơi. Đây, hai màu rất là khác nhau nha, hai màu khác nhau nha. Bán hàng lá nha chú, bán hàng lá nha, cặp này 300. Chỉ được một cặp duy nhất thôi, nhưng mà bản lá rất là đẹp nha chú luôn, ship đều rất là đẹp nha. Về lấy giống nha chú, gì giống, lấy giống chơi nha. Cho hoa liên tục hết lá. Bản lá ship đều hai bên rất là đẹp luôn. Lá hay lá xanh đậm cho mấy chú nha, hai tông màu luôn. Một màu là màu xanh, xanh vàng hồng đó. Còn một màu là màu trắng phớt hồng cho chú nha. Hai cái này rất là thơm. Kết hợp hai màu rất là đẹp đó chú, rất là đẹp luôn. Thơm lắm. Đây đi một cặp nha, một cặp 300.000. Một cặp 300.000 giúp em nha mấy anh chị. Được có một cặp nhất thôi. Ngọc điểm nha, ngọc điểm thơm đó. Chỉ được một cặp duy nhất thôi nha mấy anh chị, một cặp nhất thôi nha. Bán hàng lá nhưng mà bộ lá rất là đẹp cho mấy anh chị luôn. Nè. Nhớ là gió càng nhiều là bộ rễ phát triển càng dài nha mấy anh chị.
rất là xanh mướt cho mấy anh chị luôn. Cặp này 300 ngàn giúp em, 300 ngàn nha. Em bán hàng lái mấy anh chị, 300 ngàn. Em còn được vài cái cát nè, em còn được vài cái cát nha. Em còn được vài cái cát vông to. Anh Phúc ơi, anh Phúc, chị nhìn em mấy cái cát này đây. Có chốt một cặp ngọc điểm này chú giúp em nha. Ngọc điểm này là một cặp 300 ngàn. 300 ngàn bán hàng lá cho mấy chị nha. Nhưng mà vẫn giữ bông cho mấy chị về chơi nha. Sưu tầm giống đi, sưu tầm giống nha. Rất là đẹp luôn, cặp này là 300 ngàn giúp em. Cát một lá bông to nè mấy chị ơi. Chậu này là 200 ngàn nha, 200 ngàn. Có chốt ngọc điểm thì chú giúp em nha. Cát một lá bông to nha mấy chị ơi. Cát một lá bông to nha. Mời này mọi gì đi coi. Mày là màu trắng lưỡi lưỡi tím anh chị. Mày là màu trắng lưỡi tím nha, cá một lá bông to. 200 ngàn. Giá hệ trồng bằng vỏ thông nha, vỏ thông nhuyễn cho mấy anh chị nha, vỏ thông nhuyễn. Vỏ thông rồi. Đây, giá hệ trồng bằng vỏ thông nha mấy anh chị xem nè. Bộ rễ rất là tốt luôn, nó tuột ra bên ngoài luôn nha, tuột bên ngoài nha, cá một lá bông to. Đẹp lắm luôn. 200 ngàn chậu này nha mấy anh chị, 200 ngàn nha. Đang có nụ nha anh chị nè, đang nụ nha, 200 ngàn. Cái này là màu trắng lưỡi tím nè, trắng hồng tím cho mấy anh chị nha. Cái một lá bông to, 200 ngàn chỗ này. Em có được một cây cát này nè mấy anh chị. Cây cát này lá dài hơn, 200 ngàn luôn. Cây này đang được hai nụ hoa nha. Đây, cây số 1, cây số 2 mấy anh chị, cây số 2 nha. Cây số 2 đây, còn cây là cây số 1, có chút giúp em nha. 200 ngàn, 200 ngàn một cây nha mấy anh chị. Cát thì lúc nào đa phần cái hương thơm nào lúc nào cũng thơm hết, cây nào cũng thơm hết chứ anh chị nha. Mỗi một màu nó sẽ có một màu hương thơm khác nhau, có một đặc trưng khác nhau của một cây anh chị. Từng một cây thì sẽ có giá trị của một cây nha. Mỗi một màu là sẽ có một hương thơm khác nhau. Cây cát một lá này là 200 ngàn anh chị, 200 ngàn nha. Giá hệ trồng bằng vỏ thông cho anh chị nè, 200 ngàn chỗ này. Cát một lá bông to nha, hoa thơm đó, hoa thơm nha. Còn được có hai chậu cát duy nhất đó anh chị ơi. Có bờ rách nữ hoàng bóng đêm nha, có bờ rách nữ hoàng bóng đêm luôn. Nữ hoàng bóng đêm một bản là 200 ngàn, bản thùng gỗ đũa nha mấy chị, thùng gỗ đũa nha. Đây để em lấy mặt bông của nữ hoàng bóng đêm cho mấy chị xem nha. Nữ hoàng bóng đêm nha. Đây, người ta ghép gỗ, ghép trên một góc gỗ nhìn rất là đẹp luôn. Nữ hoàng bóng đêm